chương 41, bị ống. Tối 30, dưới quê vô cùng náo nhiệt, nhà nhà sung vậy ăn uống no say, mấy người đàn ông uống đến mức mặt đỏ tới mang tai, pháo hoa pháo dây vang mãi đến 2, 3 giờ đêm. Ánh sáng ban mai phía chân trời hơi lộ ra, pháo lại nổ đùng đoàn, cửa sổ từng nhà trong thôn đều bị rung đến độ phát ra tiếng lập cộc. tiếp đó, bọn trẻ con vừa mới thức dậy đã vội xin tiền mừng tuổi, khắp nơi tràn ngập tiếng cười, tiếng chúc mừng tôn bằng nghiễm nhiên bị tiếng pháo đánh thức mò tìm điện thoại di động vừa nhìn thì chưa tới sáu giờ ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ người bên gối đưa lưng về phía anh nằm sát mép giường ngủ rất yên ổn anh nghiêng sang kề sát cô vươn tay kéo cô vào lòng vén những sợi tóc dài mềm mại ngăn cách giữa họ sang một bên hôn bờ vai cô nhắm mắt lại lần nữa Chấp mũi toàn là hương thơm của ngọn tóc cô không đến một phút sau tôn bằng chợt mở mắt ra luồn tay vào trong áo ngủ vuốt ve làn da cô chợt thận trọng chống nửa người dậy dùng mu bàn tay thử trán cô nhiệt độ này rõ ràng không ổn trần nham co tròn người hai tay đặt bên mặt không nhúc nhích tôn bằng tỉnh táo ngồi dậy dịch gốc chăn cho cô xoay người xuống giường nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng rồi xuống lầu một lát sau lại trở vào anh ở bên giường sờ đầu cô kêu cô một tiếng ông cô ngồi dậy trần nham đã sớm mơ mơ màng màng thức dậy hoặc là nói cũng không biết mình có ngủ hay không tối qua cô ăn cơm cùng gia đình họ xong sớm là đi lên ngủ sau đó cũng không biết anh vào phòng lúc nào đến sau nửa đêm cô chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng cả người giống như bị rút hết gân cốt không có cả sức xoay người cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy cô mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã phát sốt rồi hai ngày trước đã bắt đầu có chút khó chịu không biết là lạnh hay là do không quen khí hậu, đêm nay rốt cuộc bộc phát. Cô rất ít khi bị ốm, hồi đại học từng bị sốt hai lần, nhưng luôn không nói tiếng nào gắn gượng ngủ ở ký túc xá hai ngày để bệnh đỡ hơn. Ban đêm cô không ngừng thôi miên mình, ngủ đi ngủ đi, có lẽ thức dậy là khỏi thôi. Tôn Bằng ngồi bên giường, ông cô vào lòng, đưa cái cốc đến bên môi cô, ngoan nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp, anh đút viên thuốc nhỏ màu trắng trong lòng bàn tay cho cô, dỗ cô uống hơn nửa cốc nước cả người trần nham nóng hổi nhưng vẫn cảm thấy lạnh anh dịch chăn lên trên hai cánh tay ôm lấy cô qua tấm chăn môi kề vào đỉnh đầu cô khe khẽ thở dài đau lòng hơn nữa cũng được chuyện ống đau này không thể nào chia sẻ được chỉ có thể lo lắng suông một lát sau bên ngoài chiên trống vang ầm trời dưới lầu nhà mình cũng bắt đầu có người chúc tết kêu là chúc mừng làm cho căn phòng càng thêm yên tĩnh muốn ăn thứ gì không trần nham lắc đầu nhắm mắt lại. Đi bệnh viện nhé. Cô vẫn lắc đầu. Nếu như ở trong thành phố, anh sẽ không cần suy nghĩ dẫn cô đến bệnh viện, nhưng phòng khám bệnh gần nhất cách chỗ này nửa tiếng ngồi xe, sáng mùng một Tết cũng không gọi xe được, đi xe điện tới lại phải phơi gió, ngẫm nghĩ lại vẫn thôi đi thì hơn. Ngủ thêm một lúc nữa đi, buổi trưa vẫn không hạ sốt thì chúng ta sẽ đi bệnh viện. Anh dịch người một chút, muốn để cô nằm ngang, không ngờ cô lại chậm rãi xoay người, khe khẽ ông lấy hông anh từ đêm cô đã bắt đầu khó chịu khó chịu đến mức cảm thấy cô đơn yếu ớt muốn về nhà cô vùi mặt vào lòng ngực trắng chắc của anh nghe tiếng tim đập khe khẽ kia đặt hết trọng lượng toàn thân vào người anh dựa vào anh con thấy đại bằng vừa mới xuống gọi hai đứa xuống ăn sáng chứ ạ à? chị dâu tôn bằng sắp xếp bàn ăn liếc nhìn cầu thang khẽ hỏi mẹ tôn mẹ tôn dùng muỗng chia bánh trôi nước vào trong mấy cái chén không cần đâu, Tiểu Trần thấy khó chịu, chờ hai đứa nó tự xuống ăn. Tôn Phi và Thiến Thiến ngồi một bên đã bưng chén sang ăn trước, mẹ Tôn bảo họ coi chừng nóng. Khó chịu ư? Chị dâu nhướng mày hỏi. Từng, Đại Bằng vừa xuống tìm thuốc hạ sốt, bị sốt rồi, mẹ Tôn nhìn chị một cái, lại thấp giọng nói với Tôn Phi và Thiến Thiến, lát nữa hai đứa nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn, có nghe không? Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Tôn Phi đang cúi đầu giống như không nghe thấy, lè lưỡi liếm bánh trôi trong muỗng. Chị dâu lẩm bẩm trong miệng, cảm lạnh hay là thế nào? Không phải chứ, mấy sưởi cũng luôn bật cho hai đứa mà, sao phát sốt chứ? Tôn bằng dựa lưng vào đầu giường, ông lấy cô bằng tư thế có hơi khó khăn, không nhúc nhích. Cô rất ít khi làm nũng với anh như vậy. Anh luồn tay vào trong chăn nắm một tay cô, nhẹ nhàng bóp xương tay cô, anh khẽ nói, nằm xuống đi, anh ngủ với em một lát anh kéo tay cô ông lấy cổ mình, cánh tay luồn qua chân cô, bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt vào giữa giường. Trong một loạt tiếng vải sột soạt, anh cởi quần áo ngoài, đưa nửa người vào trong chăn, ôm cô vào lòng. Ông anh đi, đổ mồ hôi là khỏe thôi, môi anh dán vào cái trán nóng bừng của cô, khẽ nói. Trần Nham vô cùng nghe lời ông chặt không anh. Qua lớp áo ngủ, bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cô có nhịp điệu, dỗ cô vào giấc ngủ trần nham vùi đầu vào ngực anh ngửi mùi của anh vừa yên lòng thì lại nhớ ra việc gì đó có phải anh phải đi sang nhà mã quân không em ngủ rồi đi anh ăn cơm sẽ về hai ngày trước anh đã hẹn xong với mã quân mùng một tết dẫn trần nham đến nhà anh ta chúc tết buổi trưa cùng tụ tập một bàn mạt chượt với hai người anh em nhỏ khác trong thôn trần nham buông anh ra anh đi đi em ngủ một lát là đỡ thôi anh nắm tay cô đặt trở lại hông mình nhắm mắt ậm ừ không nói nữa ngủ đi bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đủ mọi tiếng cười đùa nói chuyện đầu cô quá nặng dần dần không nghe thấy gì nữa cả khi trần nham tỉnh lại lần nữa đổ mồ hôi đầy người tóc ướt dính vào cổ tôn bằng không có trong phòng so với buổi sáng sắc trời bên ngoài ngược lại tối sầm có vẻ sắp trở trời cô nghiêng nửa người sang nhìn điện thoại di động một giờ trưa đã hạ sốt cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều trở mình ánh mắt ngay đối diện cánh cửa. Cửa bị đẩy hé ra, trong khe hở ấy, một đôi mắt lộ ra. Tôn Phi, Trần Nham gọi một tiếng, mặc áo khoác bên ngoài áo ngủ, dựa vào giường ngồi dậy. Tôn Phi dè dặt đẩy cửa ra, đi vào, nhìn cô, rồi đi đến bên bệ cửa sổ. Anh ta kéo rèm cửa sổ ra, rồi lại kéo vào, giống như đang chơi trò chơi. Trong tia sáng chớp nháy không ngừng khép lại, Trần Nham nhìn bóng lưng anh ta, hỏi: có phải ở đây hơi buồn chán không? Anh ta không nói gì, lặp lại động tác trên tay không hề chán. Có muốn về đi làm không? Anh ta chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô, muốn. Trần nhâm mím môi, còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ về. Anh ta nhìn cô, không biết nghe có hiểu hay không, quay đầu lại, tiếp tục kéo rèm cửa sổ chơi. Một lúc sau nữa, cánh cửa lại có thêm một bé con nhút nhát đến. Trần Nham nghiêng đầu, cười với bé. Thiến Thiến có chút bẽn lẽn đi vào, nhìn cô, chạy tới kéo tay Tôn Phi, nói đầy ngọt ngào, chúng ta xuống dưới chơi có được không? Ánh mắt Tôn Phi trống rỗng nhìn bé, anh ta bị hai bàn tay nhỏ của bé lôi kéo, từ từ đi ra ngoài phòng. Khi hai người xuống lầu vừa vặn đụng phải chị dâu Tôn Bằng, không biết đã nói gì, tiếp đó, Trần Nhằm nghe thấy bước chân kia càng lúc càng gần. Chị dâu Tôn Bằng bưng cốc nước đi vào. Tiểu Trần, có thấy khá hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị. Trần nhằm đón lấy cốc nước. Chị ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi, có đói bụng không? Xuống ăn cơm đi, đặc biệt để lại đồ ăn cho em đó. Cô không đói chút nào, nhưng theo phép lịch sự vẫn nói một câu, được, lát nữa em xuống ăn. Chị dâu lặng lặng nhìn cô, bỗng nhiên nói, bây giờ tình cảm của Tôn Phi với hai em tốt thật, biết em bị ống, lên đây viện khe cửa nhìn em đến mấy lần, nhưng cũng không phát ra tiếng. Trần Nham cười cười. Chị lại nói, đại bằng gọi điện thoại về, vừa ăn cơm xong, cũng không biết có uống rượu hay không, nói là lát nữa sẽ về. Trần Nham gật đầu. Bố mẹ và anh cả cũng đi thăm họ hàng rồi, chị không đi, mấy người họ hàng bên nhà họ chị đều không muốn gặp. Về sau nếu em vào cửa nhà này thì em sẽ biết. Em gả vào đây thì chị cũng coi như có thêm một người trò chuyện chị ngước mắt nhìn xung quanh khẽ cảm khái gia đình này em không biết đâu cũng phải hai năm nay mới giống một cái nhà khi chị vừa gả vào cuộc sống đó em không dám nghĩ đâu để xây cái nhà thế này một ít tiền mấy năm nay vất vả lắm mới để giành được cũng móc sạch của cải quá ít cuộc sống chật vật chị nói những lời này trần nham chỉ thản nhiên nghe may mà chị cũng không muốn cô nói tiếp vẫn nói một mạch có điều sau này hai đứa cũng sẽ không quay về, chắc chắn là muốn sống yên ổn trong thành phố. Như thế nào đi nữa, thì sống trong thành phố tốt hơn dưới quê, chỉ là tôn phi. Nói được nửa câu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa dữ dội và tiếng tôn phi, tiếng la khóc từ xa đến gần của thiến thiến. Chị dâu tôn bằng và trần nham đều giật nảy mình. Chị dâu tôn bằng gần như là bật dậy từ trên giường, chạy xuống lầu như bay, miệng la muốn chết mà muốn chết rồi mà một con chó dại không biết từ đâu chui ra đang dồn sức đuổi theo Tôn Phi không tha. Tôn Phi bế thiến thiến trong tay, một mạch kêu la chạy vào sân, còn chưa kịp nhảy vào cửa nhà, thì con chó lớn kia nhào mạnh tới đè anh ta ngã xuống đất. Chị dâu Tôn bằng chạy xuống thấy, cầm lấy cái quốc dựng đứng bên tường sân đập con chó. Con chó hoang kia bị đập hai cái, sổ hai tiếng, lại thử tấn công lần nữa, cuối cùng không địch lại cái quốc nên chạy đi chị dâu tôn bằng vội vàng ông lấy thiến thiến từ trên người tôn phi kiểm tra người bé sốt ruột đến mức vừa dỗ vừa mắng con ngu này bị cắn chưa hả tao thấy mày bị cắn chết mới được xem lần sau mày có còn nghe lời hay không hả còn nghe lời hay không thiến thiến khóc đến độ thở không ra hơi chị dâu tôn bằng vỗ lưng bé hung dữ liếc nhìn tôn phi còn nằm khóc dưới đất lần sau mày cách xa thiến thiến của tao một chút trần nham vội vã đi xuống lầu trong thoáng chốc bị cảnh này làm khiếp sợ cô nhìn chị dâu tôn bằng một cái đi tới kéo tôn phi tôn phi cao to nằm lì dưới đất cô bệnh nặng mới khỏi tốn rất nhiều sức mới kéo anh ta từ dưới đất lên được cô phủi bụi trên người anh ta có bị thương không tôn phi chỉ lo ông đầu la hét gào khóc đâu còn biết nói chuyện nữa tiếng khóc nức nở của tôn phi đứt ruột đứt gan gần như đáng sợ nếu như đây là lần đầu tiên trần nham thấy tôn phi khóc thì đoán chừng cô sẽ bị dọa không dám đến gần nhưng bây giờ cô đã quen rồi cô dùng hết sức kéo anh ta vào phòng khách để anh ta ngồi khóc một mình chạy lên thấm ướt khăn lông của mình xuống giúp anh ta lau mặt tôn bằng còn chưa đi đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc trong nhà truyền ra trái tim như bị bóp chặt bước nhanh vào cửa dần dần phân biệt được âm thanh này bắt nguồn từ tôn phi và thiến thiến trần nham và tôn phi ngồi trong phòng khách chị dâu anh và thiến thiến ở trong phòng sao vậy anh nhìn trần nham đưa tay sờ trán cô hạ sốt rồi em không sao trần nham đẩy tay anh ra nhìn tôn phi anh ấy và thiến thiến chơi ngoài cổng bị chó đuổi theo tôn bằng thoáng sửng sốt thiến thiến thì sao thế nào rồi trần nham lắc đầu chị dâu kiểm tra qua rồi không sao tôn bằng yên lặng một chút nhìn tôn phi từ từ ngồi xuống. Anh quan sát anh ta một hồi, lát sau không người lần lượt vén hai ống quần của anh ta lên, tỉ mỉ nhìn một cái, đứng bật dậy, đi vào bếp. Trần Nham thấy anh lấy một chùm chìa khóa nhỏ trong khay trà trong bếp, kéo Tôn Phi lên, nói với cô, anh ấy bị cắn vào chân rồi, anh dẫn anh ấy đến trạm phòng chống dịch bệnh tim một mũi. Trần Nham đứng lên, anh lái xe đi sao? Em lên lấy khăn choàng giúp anh. Không sao đâu, em ăn chút gì rồi ngủ thêm một lúc đi, lát nữa bọn anh về. Anh nói xong rồi kéo Tôn Phi đang khóc sướt mướt đi. Không biết có phải trạm phòng chống dịch bệnh xa lắm không, mà mãi đến 5 giờ chiều bọn họ cũng chưa có tin tức gì, những người khác trong nhà cũng chưa về. Cô gửi tin nhắn cho Tôn Bằng nhưng anh không trả lời. Ngày đầu năm mới, gia đình này bao phủ trong một bầu không khí tế nhị. Trần Nham đứng trước cửa sổ trong phòng, lặng lặng nhìn chăm chú cái cây đối diện trong ánh chiều tà, vài con chim đang bay lượn vòng quanh một góc mái hiên. Ngủ nữa sẽ nhức đầu, cô không biết đã đứng ngay ngốc trước cửa sổ bao lâu, cho đến khi di động vang lên. Thế nào rồi, cô con dâu mới, dưới quê có vui không? Đây là lời thăm hỏi từ phương xa gửi đến của phụng bối bối cũng về quê đón Tết. Nghe được giọng nói quen thuộc đáng yêu này, Trần Nhàm rốt cuộc không nhịn được cong khóe môi, vui lắm. Có phải người nhà họ coi cô như báu vật không? tôi đoán cũng đoán được chắc chắn là vui mừng muốn chết rồi trần nham cười không thành tiếng kể đại khái tình hình như thế cho cô ấy bối bối cũng trò chuyện một ít chuyện trong nhà với cô hai người cười tán gẫu bỗng nhiên bối bối không nghe thấy giọng nói bên kia nữa sao không nói chuyện vậy alo có đang nghe không đấy một lát sau bối bối nghe thấy trong ống nghe khe khẽ truyền đến một câu tuyết rơi rồi ngoài cửa sổ tuyết bay lạ tả từ trên trời xuống, lóe lên ánh sáng màu trắng nhạt giữa không trung, xoay tròn rơi xuống. Bối bối, chỗ tôi tuyết rơi rồi. Chương 42 Tuyết rơi Phùng bối bối cúp điện thoại, đứng trước cửa sổ sát đất tầng 18 nhà mình nhìn xuống dưới, toàn là dòng xe cộ chạy chậm chậm. Toàn bộ ráng chiều, ánh sáng còn sót lại tan biến hết, trăng sao dần lên trên bầu trời, chỉ có hình dạng, không thấy ánh sáng mùi vị Tết trong thành phố càng ngày càng nhạt, sập tối mùng một Tết tẻ nhạt, vội vội vàng vàng như thường ngày, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì thú vị. Tại sao nơi này không có tuyết rơi? Cô nghĩ. Ban ngày mấy người họ hàng tới nhà chúc Tết, mọi người đang bận bịu trong ngoài làm cơm nước buổi tối, đứa cháu trai và đứa em họ nhỏ chạy dẫn ầm ỉ trong phòng khách. Đứa cháu trai đột nhiên túng gốc áo cô trốn sau lưng cô. Bối bối sốc thằng bé ra ngoài, ngoan ngoan nào, sang bên kia chơi. Gọi điện thoại xong, bối bối không biết thế nào, đột nhiên mất hết hứng thú. Cô nằm ngửa trên sofa, chơi điện thoại di động. Rất nhiều người gửi tin nhắn và uy chát chúc Tết cô, di động rung không ngừng, cô không mở xem lấy một tin. Bối bối, đi siêu thị mua chai giấm về cho mẹ đi. Dùng hết rồi mà mẹ cũng không để ý. Nhân tiện mua ít sữa chua cho mấy đứa tâm tâm, trong nhà toàn là đồ uống có ga thôi bối bối không nhúc nhích, bên trong lại gọi một tiếng, bối bối, có nghe không hả? Bối bối chậm rì rì ngồi dậy, vào phòng mặc đồ cầm ví tiền, cuốn khăn choàng ra khỏi cửa. Bên cạnh tiểu khu là trung tâm thương mại mới xây, tầng một dưới tầng hầm trung tâm có một siêu thị cỡ lớn. Giờ cơm mùng một Tết, trong trung tâm vậy mà có rất nhiều người. Một mình cô nhỏ bé vào siêu thị mua đồ, xách túi ni lon về nhà. Khi vào tiểu khu, Đột nhiên có người gọi tên cô. Cô như không nghe thấy, đi tiếp về phía trước như mất hồn. Tiếp sau đó, giọng nói ấy lại rõ ràng, rõ rành rành vang lên lần nữa, phùng bối bối. Cô rốt cuộc đứng lại. Trời đã tối hẳn. Gió thổi đến vù vù, xóa tung mái tóc trên khăn choàng, lá khô bên chân, trong nháy mắt, một trái tim vô cùng buồn chán đang rối loạn. Tuyết càng rơi càng nhiều. Tôn Bằng dẫn Tôn Phi về ở ngoài cổng vừa khéo đụng phải bố mẹ và anh hai anh về đến nhà tôn bằng và tôn phi lái xe một mạch về tuyết lạnh cả người cả đầu cũng không mang khăn choàng găng tay gì cả xuống xe lỗ mũi lỗ tai hai người đều lạnh đến mức đỏ bừng tôn bằng ở trong sân dựng xe xong mẹ tôn nghi hoặc giúp bọn họ phủi tuyết trên người thấy vẻ mặt hai người đều có gì đó không ổn vào nhà lại thấy con dâu xị mặt ở trong phòng khẽ hỏi đầu đuôi sự việc ở trong phòng chị dâu tôn bằng không che không giấu lớn tiếng kể sự việc lần nữa, nói mãi nói mãi không nhìn được nức nở, tôn tường đi vào, sắc mặt khó coi dạy bảo, nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng, khóc cái gì mà khóc, đầu năm đầu tháng có thể sống yên ổn một chút được không? Mẹ tôn quay mặt về phía tôn tường, con lớn giọng như vậy làm gì? Bà ông thiến thiến vào lòng kiểm tra kỹ càng lần nữa, rồi ra ngoài xem tôn phi. Bố tôn ngồi bên ngoài cũng nghe sơ sơ sự việc, hỏi tôn bằng, Dẫn nó đi tiêm rồi à Không sao chứ Không có chuyện gì à Trên mặt Tôn Bằng không có biểu cảm gì Để chìa khóa lại trong bếp Còn đi kêu Trần Nham xuống ăn cơm Một bữa cơm tối ăn lặng nhắc như tờ Không ai có cảm giác thèm ăn Khoảng 10 phút mọi người đã qua quýt ăn xong Tôn Phi vừa tiêm thuốc Không thể đụng nước Nên Tôn Bằng dẫn anh ta lên lầu giúp anh ta tắm sơ một chút Trần Nham ngồi trên giường lẳng lặng nhìn một khoảng sáng hắt ra từ nhà tắm chẳng bao lâu sau cô nghe thấy tiếng cãi vã vang lên dưới lầu tôi mặc kệ cái nhà này có anh ta thì không có tôi lần này nếu anh ta không đi thật thì tôi sẽ dẫn thiến thiến đi cô nổi điên cái gì đó đầu năm đầu tháng tôi nổi điên à năm đó thiến thiến suýt nữa thì bị anh ta ném xuống lầu rồi đây mới về mấy ngày mà đã lại gây ra chuyện này hai mẹ con tôi đã nợ nhà họ tôn mấy người nên đến trả nợ hả người phụ nữ càng nói càng tủi thân nước mắt giàn dùa. tôn tường trừng mắt đè thấp giọng khẽ quát chị cô có thể nhỏ giọng một chút không người ta còn đang ở trên lầu cô xem cô nói thế nào có còn muốn sống nữa không không sống thì cút đi cho ông anh kêu tôi cút hả người phụ nữ hoàn toàn cuồng loạn vừa khóc vừa túng anh ta đánh tôi gã vào khi nhà mấy người nghèo kiết xác cái thôn này có nhà nào hồ nào không cách xa mấy người cả cây số tôi ham muốn cái gì hả hả bây giờ anh kêu tôi cút tôn tường lương tâm của anh bị chó ăn rồi có phải không cửa phòng đang đóng dường như không có tác dụng bố mẹ nhà họ tôn im lặng ngồi trong phòng khách để mặc cải và chữ mắng bên trong không nói tiếng nào rất lâu sau bố tôn cúi đầu thở dài nhìn mẹ tôn nó có nói lần này sẽ để tôn phi ở lại không mẹ tôn sớm đã dùng tay áo lau nước mắt hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn dưới đất không biết không có nói với tôi tôn bằng dẫn tôn phi ra khỏi nhà tắm giống như là không nghe thấy tiếng động dưới lầu anh bật tivi nói với tôn phi anh ngồi đây đi xem tivi một lát rồi xuống dưới ngủ tôn phi rất nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh trần nham ngồi trên giường chân đắp chăn im lặng nhìn anh anh nhìn cô một cái, đi sang sờ trán cô, khỏi rồi sao? Có còn khó chịu chỗ nào không? Trần Nham lắc đầu. Anh sờ mặt cô, mím môi, ngồi xuống bên cạnh cô, một chân gác lên mép giường, dựa lưng vào đầu giường, một tay gối sau gáy, cũng xem tivi. Tiếng cãi và dưới lầu càng lúc càng dữ dội, lời thô tục hung ác gì cũng bắt đầu tuôn ra, không hề kiên dẹ đụng chạm đến mỗi người trong phòng. Trần Nham nhìn tivi chầm chầm, một lát sau, Cô vươn tay nắm bàn tay để ngoài chăn của anh. Bàn tay này rất to, rất thô ráp, hơi lạnh lạnh. Anh để cho cô nắm, không có phản ứng. Bàn tay cô không cách nào bao bọc anh, đầu ngón tay men theo khe hở đang vào, để lòng bàn tay đôi bên dính chặt vào nhau. Phần ấm áp nho nhỏ này, yên lặng, bi thương, dịu dàng, một lát sau, rốt cuộc được đáp lại. Đầu ngón tay anh giật giật, hơi buông ra một chút, lại trở tay nắm lại tay cô ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cô, như đang nói, không sao đâu. Trong lòng cô rất chua xót, không để ý tới Tôn Phi đang ở đây, sát lại gần anh, dựa đầu vào bờ vai anh, cánh tay đang vào tay anh. Nơi này rõ ràng là gia đình của anh, nhưng trong căn nhà này không có phòng của anh. 18 tuổi anh ra ngoài làm việc, không dùng một xu trong nhà, 23 tuổi dẫn Tôn Phi đi, phiêu bạc bên ngoài. Ai ai trong gia đình này cũng biết đã thiếu nợ anh, nhưng họ tình nguyện thiếu nợ anh cả đời cũng không định trả gì cả bất luận anh có hy sinh bao nhiêu thì họ vẫn không kìm được muốn tính toán với anh giống như một lợi ích cùng hưởng chung đều nói tình thân không vụ lợi nhưng tình thân không vụ lợi nhất cũng không chịu đựng được sự dẫm đạp quanh năm của cuộc sống tình và nghĩa không thể no bụng không thể ấm người càng không thể che mưa che gió cuộc sống khổ cực đến mức độ nhất định thì con người càng không cách nào cao thượng được cả không ai sai mà cái sai là cuộc sống không biết đã qua bao lâu âm thanh dưới lầu nhỏ lại trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân rồi có người gõ cửa đại bằng người bên ngoài khe khẽ gọi một tiếng tôn bằng buông tay cô ra đi mở cửa mẹ tôn ngượng ngập đi vào nhìn họ không còn sớm nữa mẹ dẫn tôn phi xuống ngủ hai đứa cũng nghỉ sớm một chút đi bà dẫn tôn phi đi tôn bằng đóng cửa lại. Khi anh xoay người, Trần Nham vương tay nhấn tắt đèn Trần ở đầu giường. Căn phòng tối om, ánh sáng TV hắt vào gò má yên tĩnh của cô. Khi chăm chú nhìn nhau, cô cầm lấy điều khiển, tách một tiếng, cũng tắt TV. Trong phòng chỉ còn lại ánh tuyết xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ hắt vào. Trong bóng tối, họ đã ngồi bao lâu? Nửa tiếng. Một tiếng. Không ai xem thời gian. Họ ngồi hóng gió sào sạc trong đình ngắm cảnh vắng vẻ ở tiểu khu, toàn bộ tòa nhà, hết thảy cửa sổ sau lưng đều đã lên đèn lờ mờ. Sau mỗi cánh cửa sổ nhỏ là sự ấm cúng và vui vẻ khiến người ta ao ước. Kể từ sau khi nhận một cú điện thoại trong nhà gọi tới, Phùng Bối Bối không mở miệng nữa. Ban đầu cô còn vờ như không có chuyện gì, giống như một người bạn cũ, hỏi anh sao cũng về đón Tết vậy. Lại hỏi có phải bệnh viện của anh không trực ban không? nghĩ tổng cộng mấy ngày, anh đều nghiêm túc trả lời. Anh đang chờ cô hỏi Trần Đông Bình, tại sao anh lại ở dưới lầu nhà em? Nhưng cô không hỏi, càng không gọi tên anh, tự như đã quên mất anh là ai. Nói đến khi không còn gì để nói, hai người đều im lặng, cứ đứng không như thế. Anh tránh gió châm điếu thuốc, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn cô. Sau đó, cô nhận được điện thoại của người nhà, thẳng nhiên nói gặp được người bạn ở siêu thị, về trễ một chút. Anh không nói gì, đi cùng cô đến đây. Anh cởi áo khoác ra choàng cho cô, cô không từ chối. Cô gái này là cô gái được nuông chiều, tiếp nhận mọi sự lấy lòng một cách thản nhiên. Hai người ngồi ở đây, đang dây dưa, đang trầm mặc, nhìn còn ngột ngạt hơn dưới đáy nước. Thời gian từ từ lột đi vẻ ngụy trang của đôi bên, để cho trái tim chân thật lặng lẽ hiện lên trong bóng đêm càng ngày càng sâu họ được gia đình giới thiệu cùng sinh ra ở một nơi cùng làm việc ở một thành phố khác một người là bác sĩ bệnh viện công một người là người dẫn chương trình ở đài truyền hình tuấn tú lịch sự sánh đôi cùng xinh đẹp quyến rũ cặp đôi do trời đất tạo nên trai tài gái sắc như thế đến cái tuổi này đều đã có nghìn cánh buồn qua khát khao ổn định người lớn hai bên rất hài lòng cộng thêm người trung gian tác hợp bên trong nhanh chóng cho họ đính hôn đặt tiệc rượu vào năm sau nhìn qua trông như qua loa đại khái, thật ra phía sau đều suy nghĩ cặn kẽ. Trong cuộc tình tiến dần từng bước này, Phùng Bối Bối liên tục nhắc nhở bản thân, đây chỉ là một đối tượng kết hôn. Là một người sống qua ngày. Nhưng cảm giác của con người hoàn toàn không thể khống chế, cho đến khi cô nói thật quá khứ của mình cho anh, cắt đứt liên lạc, cô mới phát hiện, tình cảm cô dành cho anh sâu đậm hơn, chân thật hơn bản thân cô tưởng tượng. Người này học trọng vương lên, Chính chắn hóm hỉnh nhìn tổng quát thế giới tình cảm của cô chưa bao giờ gặp được người nào đáng tin hơn anh khuyết điểm duy nhất của anh không phải là bản thân anh mà là ở cách họ quen nhau là sự coi mắt tầm thường nhất cô là ai là phùng bối bối có sức quyến rũ vô vàng làm sao có thể yêu đối tượng coi mắt được chứ chuyện này vô hình trung đã làm giảm sức quyến rũ của cô sau khi im lặng rất lâu yết hầu anh di chuyển một cái anh nhìn cô anh xin lỗi Phùng bối bối thoáng im lặng, mỉm cười, có cái gì hay mà xin lỗi chứ? Em biết anh đang nói gì mà, anh nói tiếp, hai người chúng ta là người khác giới thiệu quen biết nhau, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ít nhiều gì cũng có một ít quá khứ. Lời em nói với anh hôm đó, anh về suy nghĩ kỹ càng rồi. Tầm mắt bối bối rơi vào bồn hoa đằng trước, không biến sắc. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, em hãy cho anh thêm một cơ hội, anh nhìn cô, tầm mắt tập trung trên khuôn mặt cô hãy cho anh thêm một cơ hội để anh chăm sóc tốt cho em anh nói xong xung quanh yên tĩnh trở lại yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của hai người bảo vệ của tiểu khu rọi đèn pin đi ngang qua nhìn về hướng bọn họ một cái biết điều bỏ đi chỗ khác trong sự yên lặng chờ đợi của anh phùng bối bối từ từ quay mặt sang trong ánh sáng yếu ớt nước mắt tràn đầy trong hốc mắt thật ra hôm nay cô đã nhớ đến anh một lần ngay trong cú điện thoại của trần nham khoảnh khắc nghe thấy tuyết rơi trong lòng cô bỗng nhớ đến người này không hề có nguyên do yếu đuối phiền muộn sau đó suy nghĩ kỹ lưỡng có thể là do có một lần ăn cơm anh nói lần du lịch ấn tượng sâu đậm nhất là ở đông bắc đó là lần đầu tiên anh trượt tuyết ngã vô số vòng trên sườn dốc phủ tuyết bữa cơm đó không nhớ đã ăn gì chỉ nhớ hai người cười cả buổi đã bao lâu rồi mà bây giờ mới đến tìm em Cô lạnh giọng hỏi. Lần trước gửi tin nhắn cho em, nhưng em không trả lời. Khi nào? Đêm giao thừa, anh gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho em, em không nhắn lại. Cô nhìn anh, nước mắt không nén được chảy xuống theo gò má cô, giọng nói nức nở, cái đó cũng tính à. Đó không phải là tin nhắn gửi nhóm ư. Khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh như bị giao phẫu thuật trạch một lỗ, cũng càng thêm xác định tình cảm mình dành cho cô anh mặc kệ tất cả ông lấy cô cái gì mà gửi nhóm chứ em là đồ ngốc à đã khi nào thấy anh làm mấy việc đó chưa cô vòng lấy hông anh chiếc áo khoác trên người trượt xuống đất cười nói vậy sao em biết chứ thật sự muốn tìm em không biết gọi điện thoại ư anh gửi một tin chúc mừng năm mới muốn em trả lời cái gì mỗi ngày em chờ anh tìm em cô nói thẳng sự nhớ nhung mình dành cho anh từng giọt nước mắt rơi xuống rơi vào trong cổ anh làm phỏng trái tim anh trình đông bình ông cô đến độ không thể chặt hơn nữa cả trái tim co rút đau đớn vì lời nói của cô anh nhớ em nhớ gần muốn điên rồi đừng khóc nữa em khóc làm trong lòng anh khó chịu muốn chết trong bóng tối hai người tình cảm nồng nàn ông nhau vượt qua hai thành phố vô số việc đã qua một lúc lâu sau bối bối nghẹn ngào khẽ lui ra khỏi anh đôi mắt ngấn lệ mờ mịt sờ khuôn mặt gần như bị đông cứng của anh Trình Đông Bình, anh lạnh cống rồi này, đi theo em lên lầu đi. Căn phòng bật tivi, giọng nói ảm đạm như tia sáng. Tôn bằng ông eo trần nham, dựa mặt trên cổ cô. Làn da nhẵn nhụi nữ tính, mùi hương thơm dịu, cho đàn ông sự an ủi vô tận. Hồi thiến thiến hai tuổi, không biết là đòi xem cái gì ngoài cửa sổ, lúc đó nhà vẫn là căn nhà cũ, tôn phi ở trên gác lửng, vươn tay ông cả người con bé ra khỏi cửa sổ chị dâu ở dưới nhìn thấy tưởng anh ấy muốn quăng chết con bé sợ đến mức ngất xỉu đưa vào bệnh viện mới đỡ giọng anh ôn hòa khẽ khàng bay ra từ giữa cổ cô giống như đang kể một chuyện không liên quan gì cô xoa đầu anh cho nên chị ấy không thích tôn phi ưm ừ. cho nên anh dẫn anh ấy theo bên mình từng vậy sau này anh định làm thế nào với anh ấy mấy phút sau anh nói nham nham anh ấy là anh trai anh. Cả đời này anh không vứt bỏ anh ấy được. Gió đêm thổi cửa sổ vang lạch cạch. Trần Nham nhìn mái nhà bị tuyết trắng che phủ ngoài cửa sổ, không nói gì. Tuyết vẫn đang rơi sao? Trong lúc mơ hồ, cô cảm nhận được có giọt nước ấm áp nơi cổ, một hai giọt, sự qua da cô rơi xuống nơi chưa biết nào đấy. Tôn Bằng, anh khóc ư? Bàn tay cô đặt lên gáy anh, gò má kề trắng anh không có thêm giọt nước nào nữa chỉ có hô hấp nặng nề hơn của anh bởi vì âm thầm chịu đựng mà ít hầu lăn tròn tay cô khẽ vuốt cánh tay đặt ngang hông mình của anh nhịp tim trở nên rất chậm rất chậm đừng khóc vì em và tôn phi anh phải nỗ lực hơn mới được đêm nay giữa họ không có nhiều lời nói hơn nữa anh vùi đầu sâu hơn giữa cổ cô ra sức kềm chế sóng lưng run rẩy cô ôm chặt anh anh đừng khóc dưới trận tuyết đầu năm mới, em hứa với anh. Em sẽ luôn ở bên anh, cùng nhau đi qua màn đêm lạnh lẽo, vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời. Không có đau khổ nào không thể vượt qua, không có bóng tối nào không tìm thấy điểm cuối. Chỉ cần anh và em nắm tay nhau, tiến về phía trước. Chương 43 Bánh kem Trời mưa lất phất, tuyết động trên con đường nhỏ đầy ổ gà dưới quê, vô cùng lầy lội. Sợ trơn trượt, xe chạy rất chậm, nhưng vẫn rất sốc nảy. Trong làng mưa, ngọn núi xa xa được mây mù cuốn quanh, mờ mờ ảo ảo, hoang vắng cô quạnh. Trần Nham ngồi trên ghế phụ, lặng lặng nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ. Hạt mưa rơi vào theo khe cửa sổ, làm ướt bệ cửa sổ bên trong. Hàng sau, Tôn Bằng cũng nhìn ngoài cửa sổ. Tôn Phi đã bị sốc đến mức ngủ thiếp đi. Vì mùng sáu cô bắt đầu đi làm, ban đầu bọn họ dự định mùng năm Tết về hôm mùng hai cường tử gọi điện thoại hỏi khi nào họ về tôn bằng sợ cường tử vội về quê thăm bà nội nên quyết định về sớm mùng ba đi biết họ sắp đi cả nhà họ tôn đều gắng hết sức giữ lại buổi tối ăn cơm xong tôn tường đi lên gõ cửa phòng họ trần nham đi tới mở cửa có phần bất ngờ mấy ngày bọn họ ở đây tôn tường rất tránh né mãi không lên lầu tôn bằng thu dọn hành lý bên trong ngẩng đầu nhìn thấy anh hai mình dừng tay lại, im lặng đi xuống cùng anh ta. Bên ngoài rét mướt, hai anh em mỗi người chăm một điếu thuốc đứng bên con sông nhỏ bị đóng băng trước cổng nhà. Trong ánh tuyết sáng lóa, rất lâu không có ai mở miệng. Trong không khí có tiếng cười nói đâu đây, tiếng xào mạc chượt cạch cạch, tôn bằng rít một hơi thuốc, nhìn mấy căn nhà lầu nhỏ sáng đèn bên cạnh. Không ở chơi thêm hai ngày ư. Cường tử vẫn chưa về đón Tết, em về thay cho nó vậy không thể đóng cửa hai ngày à cũng đâu mất việc làm ăn hai ngày này làn khói xanh trong miệng họ vừa thở ra liền bị gió lạnh thổi tan hai người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ như cọc gỗ không nhúc nhích một cơn gió lớn thổi qua vài khối tuyết động trên cây rơi rào rào xuống tôn tường nhìn về phía cái cây đó một cái ánh mắt chuyển qua mặt tôn bằng đại bằng chị dâu chú nói gì cũng đừng để trong lòng cô ấy thối mồm thôi không có chú dẫn tiểu trần về anh hai rất vui ngày mai hai đứa về đừng dẫn tôn phi đi nữa để ở nhà cho mọi người chăm sóc anh hai tôn phi đi theo em ngón tay kẹp thuốc hơi tê tê tôn bằng giơ tay lên rít một hơi mấy năm nay anh ấy quen đi theo em rồi em cũng quen anh ấy mọi người yên tâm đi ở ngoài em làm ăn được sẽ không để anh ấy đói tôn tường nhấp môi mấy cái khẽ hỏi tiểu trần biết ý này của em sao Ừm. Tiểu Trần đồng ý. Đồng ý. Tôn bằng búng tàn thuốc xuống đất. Tôn tường nhìn đèn đóm đối diện, trong lòng đủ chua cây mặn ngọt, nhất thời lặng thinh. Anh ta suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm nói với anh lời này, không bàn bạc với ai cả. Cái nhà này, anh ta nghĩ mình hẳn còn có thể đưa ra quyết định. Người em trai 30 tuổi này, vẫn chưa lập gia đình, mình chỉ lớn hơn nó 2 tuổi, con cái cũng sắp học tiểu học rồi bây giờ anh ta khó khăn lắm mới có thể quyết định tôn tường nghĩ cho dù gia đình mình tan rã thì anh ta cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này cho anh anh cả như cha trong gia đình này anh ta chính là anh cả nhưng không nghĩ tới lần này tôn bằng lại quyết định trước một bước anh ta chợt nhớ đến năm tôn bằng thôi học cũng là một mùa đông mùa đông lạnh lẽo mười mấy năm trước khi đó công xưởng nhỏ trong trấn mà bố tôn làm việc lặt vặt sắp phá sản bị khất lại mấy tháng tiền lương. Vì trăm năm tôn phi mà mẹ Tôn mãi không sao ra ngoài làm việc được, cày hai mẫu đất của nhà mình. Bản thân anh ta từ nhỏ thành tích đã không tốt, học đến cấp 2 là không học nữa, luôn làm công việc thời vụ trợ giúp chi phí trong nhà. Khi nhà nghèo đến mức sắp không còn gì ăn, Tôn Bằng nói ra việc không muốn đi học nữa, định đi theo mấy người trong thôn ra ngoài làm việc. Tôn Tường nhớ lúc đó cả nhà đang ăn cơm, nghe thấy anh nói mọi người đều dừng đũa, không ai đáp lời. Khi ấy, gia đình quả thực đã không cung cấp nổi cho anh đi học, anh ra ngoài làm việc chẳng những có thể giảm bớt tiền học, mà trong nhà còn dư ra một phần tiền phụ cấp. Ở thôn này, có khối người không đi học ra ngoài làm việc. Chỉ là thành tích của tôn bằng tốt, trước đây người trong nhà trông chờ anh có thể ăn học thành tài. Cuối cùng, trên bàn, chỉ có tôn tường 20 tuổi nói một câu, học hết học kỳ này đi, đã đóng học phí cả rồi nhiều năm sau điều anh ta hối hận nhất chính là năm đó không cắn răng gánh vác thêm chu cấp cho thằng em trai này bầu trời đêm có mây che nửa ánh trăng sáng dưới quê trong bóng tối tôn tường nghiêng mặt sang nhìn anh hai năm trước lúc dọn nhà anh ta lục ra được giấy khen hội anh đi học từng tờ giấy vuông ố vàng anh ta cẩn thận giữ lại hết cho anh bọc mấy lớp túi nylon bên ngoài anh ta kìm lòng không đặng nghĩ khi ấy mình chịu khổ thêm chút nữa thì tốt rồi, để cho nó học tiếp, học thành tài, tốt biết bao nhiêu. Hút xong một điếu thuốc, Tôn Bằng vứt đầu lọc, nhìn anh ta, lạnh quá rồi, đi vào thôi. Tôn Tường dẫm tắt thuốc trong tuyết, nhìn anh, nếu Tiểu Trần có ý kiến thì cứ dẫn Tôn Phi về. Trong nhà này, nói thế nào thì cũng có anh hai chú ở đây. Tôn Bằng gật đầu, vào nhà thôi, anh hai. Cảnh vật dưới quê nhanh chóng đi xa trong màn mưa có lẽ là do nỗi nhớ nhà như một mũi tên đường xe giống y như vậy nhưng trần nham cảm thấy đường về đi nhanh hơn đường lúc đến rất nhiều buổi tối hôm trở về tôn bằng dẫn tôn phi cùng đến nhà cô ăn cơm tối mang theo ít đặc sản dưới quê đây là lần đầu tiên người nhà trần nham gặp mặt tôn phi bất ngờ là mẹ trần và ông bà ngoại cô vô cùng chăm sóc tôn phi trong lòng trần nham cảm động khoảng thời gian ăn cơm xong dọn dẹp trong bếp mẹ trần nhắc nhở cô tháng sau phải đi viếng mộ bố con, đừng bận quá mà quên đấy, thu xếp thời gian trước đi. Biết à, Trần Nham dừng một chút, nói một câu không đầu không đuôi, mẹ, cảm ơn mẹ. Tay mẹ Trần khựng lại, mũi chua xót, bà đổ thức ăn thừa vào sọc trác, mở vòi nước. Tiếng nước chảy che đậy một chút trung rẩy trong giọng nói, nói cảm ơn mẹ gì chứ, người mình thích, sau này cứ sống tốt là tốt hơn tất cả. Cổ họng Trần Nham nghẹn ứ lại, Cô đáp một câu vô cùng đơn giản, vâng, con biết à. Thoáng cái, kỳ nghỉ năm mới đã hết. Hôm nay mùng 7, rất nhiều người mang theo hy vọng của một năm mới quay trở lại vị trí công tác. Năm ngoái, đón Tết xong, Phùng Bối Bối đã mua một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở phía nam thành phố, vẫn luôn để đó sửa sang. Thời điểm năm trước lắp thiết bị điện gia dụng, bây giờ nhà cũng đã trang trí xong, cô ấy định chính thức vào ở cũng coi như là năm mới bầu không khí mới khi cô ấy mời trần nham ăn cơm trần nham ngẫm nghĩ mời cô ấy đến thẳng quán của tôn bằng tụ tập bối bối vẫn chưa đến quán tôn bằng bao giờ nên đồng ý ngay buổi tối tan làm cô ấy gọi trịnh đông bình đi sang cùng bốn người ngồi xuống vị trí gần bên cửa sổ gọi vài món thích ăn ngay giờ cơm trong bếp vô cùng bận rộn đầu bếp đội nón đứng trước bếp bị lửa hung đổ đầy mồ hôi Nhân viên phục vụ chạy vào chạy ra, liên tục dục món thêm món. Tôn Bằng đi vào dặn dò đầu bếp mấy câu, vừa quay đầu, phát hiện cửa sau đang mở. Trong khoảng sân nhỏ khi đêm xuống, một ngọn đèn đang sáng, một mình Cường Tử đứng hút thuốc trong gió. Anh vừa về là bảo Cường Tử về quê, ngoài miệng anh ta nói được, nhưng cứ lần nữa mãi chưa đi. Nghe được tiếng động sau lưng, Cường Tử xoay nửa người lại. Anh ta búng tàn thuốc, cười với Tôn Bằng chọn món xong rồi à mấy con cá hôm nay lão hồ mang tới ngon lắm cá sông đấy anh nhớ làm một con sang ăn cùng đi không ăn nữa vẫn còn việc đúng lúc nói với anh một tiếng lát nữa em đi trước được tôn bằng nhìn anh ta cuối cùng vỗ vai anh ta một cái đi vào trong quay lại phía trước phùng bối bối đang nói với trần nham một tin tức thú vị lan truyền trong nhà đài hôm nay hai người thản nhiên nói cười Trình Đông Bình ngồi một bên cũng mỉm cười im lặng nghe, nhìn thấy Tôn Bằng ngồi xuống, anh ta cười với anh một cái. Tôn Bằng gật đầu với anh ta, khui hai chai bia, rót đầy cho bốn người. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên. Bối bối nhìn món ăn thơm nước mũi trên bàn, cười nâng ly với Tôn Bằng, tối nay cảm ơn ông chủ Tôn chiêu đãi. Tôn Bằng đáp lễ, chuyển nhà thuận lợi. Trình Đông Bình nhìn Trần Nham, gì vậy chứ? cùng nhau làm một hơi đi. Trần Nham mỉm cười nâng ly, bốn người cùng cười cùng ly. Đây là lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung, ban đầu có chút dè dặt, uống hai chai, dần dần thân quen, bầu không khí bắt đầu càng ngày càng tốt. Bối bối và Trần Nham chỉ được chia một chai, muốn uống nữa, nhưng hai người đàn ông đều không cho. Bản thân họ cũng không ham bia rượu, nên yên tâm dùng bữa nói chuyện phím, nhìn hai người kia uống. Một bữa cơm ăn thẳng đến hơn 8 giờ mới kết thúc. Trước đó đã hẹn tối nay Trần Nham đến ngủ với bối bối ở nhà mới. Trình Đông Bình biết phải uống rượu, nên đã tìm tài xế lái thay trước. Tài xế gọi điện thoại nói đến ngay, bối bối đi cùng anh ta ra ngoài chờ. Không uống nhiều đấy chứ. Không sao đâu, nếu không phải sợ dọc đường kiểm tra, thì anh tự lái về rồi. Họ đi dọc theo lề đường, gió rất lớn, bối bối mặc chiếc áo khoác dài, khoanh tay, hờ hững liếc anh một cái anh tự kiểm điểm đi anh cười cười không nói gì khoác vai cô đi hai bước bỗng hôn lên mặt cô một cái bối bối lường anh dùng mu bàn tay lau anh dừng lại nhìn cô lại hôn môi cô bối bối đẩy anh ra say khước rồi à anh sờ mặt cô rồi lại sờ tóc cô thở ra một hơi chậm rãi ông chặt cô lạnh phải không mặt lạnh ngắt cả rồi anh lẩm bẩm bên tai cô chưa thấy người phụ nữ nào trọng bạn khinh sắc như em bao giờ, nhà mới sao không gọi anh tới lăn giường, một, cho em, hả? Một, tục lăn giường, một trong những phong tục của Trung Quốc, sau khi giường cưới trang trí xong, trẻ em hay được cho lăn lộn trên giường để chúc phúc cho cặp đôi mới đông con nhiều cháu. Bối bối cảm thấy buồn cười, anh tưởng anh là trẻ con à? Lại còn lăn giường nữa. Ông một lúc, Trình Đông Bình nắm tay cô đi dưới hàng cây ven đường dừng lại ở bản chỉ đường đã hẹn với tài xế anh nhìn phía sau nói người bạn này của em tốt lắm thảo nào em nhắc đến cô ấy suốt ngày ánh mắt nhìn người của cô ấy cũng không tệ rất tốt bối bối không ngờ trình đông bình sẽ hợp với tôn bằng nói anh ta là một người tốt có điều không biết sau này họ sẽ sống như thế nào thật ra em rất lo cho trần nham em ấy à có biết tổ quốc chúng ta có một câu châm ngôn không bối bối ngẩng mặt lên nhìn anh ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt trình đông bình anh thu lại nụ cười thờ ơ chậm rãi nói ra năm chữ đừng khinh thiếu niên nghèo xã hội hiện nay của chúng ta ấy à điểm xuất phát của mọi người khác nhau quá nhiều rất nhiều người nghèo nghèo của cải chứ không phải bản thân khi còn trẻ đàn ông nghèo một chút cũng chẳng sao cả chịu đựng được chịu khổ được tùy tiện làm nghề gì đó cũng có thể kiếm ra tiền sợ là sợ có người được ăn cả ngã về không còn chưa ra sao cả, mà đã tự thương cảm cho mình trước. Vậy thì tiêu rồi. Hãy là người xuất thân từ dưới đáy xã hội, có mấy người có thể không kiêu ngạo không nhún nhường thật sự. Giọng trình đông bình tùy ý, từ lúc vừa sinh ra thì con người đã không công bằng. Nhưng em lại không thể không thừa nhận, ông trời công bằng đã cho mỗi người cơ hội leo lên, phải xem bản thân em có chịu leo hay không. Phùng bối bối không nói được một lời nhìn anh. Anh cười cười, sao thế, có phải mấy lời này nhàm chán quá không? Cô lắc đầu, em cảm thấy anh nói rất hay. Trình Đông Bình cười một tiếng, vừa muốn bày tỏ một chút về phản ứng đáng yêu này của cô thì di động rung lên. Trần Nham nhận được điện thoại của Bối Bối, nói tài xế lái thay đến rồi, sẽ đưa hai cô về trước. Tôn Bằng tiễn Trần Nham ra ngoài. Sau khi Bối Bối và Trần Nham lên xe, Trình Đông Bình nói với Tôn Bằng, yên tâm đi tôi sẽ đưa đôi hoa tỷ muội này an toàn đến nhà rồi mới đi. Tôn bằng cười, hôm nay không uống nhiều chứ. Thế này mới bao nhiêu, lần sau tụ tập, uống một bữa cho đã. Tôn bằng gật đầu, có thể tới bất cứ lúc nào. Trình Đông Bình nói được làm được, đưa hai người này thẳng lên lầu, bật điều hòa và đèn, nhìn họ đổi dép ngồi vững vững vàng vàng trên sofa dục anh ta đi, anh ta mới cười nói chúc họ ngủ ngon, rồi vội vàng xuống lầu bối bối bảo Trần Nham đi tắm trước, mình thì đi ra ban công, vừa gọi điện thoại với anh ta vừa nhìn xe anh ta biến mất trong màn đêm. Trần Nham tắm xong đắp mặt nạ đi ra, nằm trên giường chơi di động một lúc. Bối bối cũng đang đắp mặt nạ, trùng khăn tắm đi ra. Nhà mới đã để tản mùi mấy tháng, đặt mười mấy chậu trầu bà, nhưng vẫn còn phản phất ít mùi sơn. Bối bối nhạy cảm hỏi, cô cảm thấy mùi này có nặng không? Ở được không? Trần Nham nói, cũng tạm, ít nhiều gì cũng có một chút mà. Họ nằm ngửa trên một chiếc giường lớn, vô thức nhìn ngọn đèn treo rủ xuống trên trần nhà. Một lát sau, Bối Bối hỏi, nhằm nham, cô thấy Trình Đông Bình thế nào? Rất tốt. Đừng có lấy lệ với tôi. Không có. Giọng Trần Nham hơi lười biếng, cảm giác được lần này cô thật sự sắp ổn định rồi. Rất vui cho cô. Bối Bối nói, cô biết không, tôi cũng vui cho mình nhìn ánh đèn có hơi lóa mắt giọng bối bối rất khẽ hồi tết anh ấy đến nhà tôi ăn cơm sau đó bố tìm tôi nói chuyện một lần bố tôi nói với tôi ông và mẹ tôi chưa bao giờ trông mong tôi gả cho người tốt thế nào yêu cầu họ dành cho tôi rất đơn giản sau này nhà người ta mua được cái gì thì tôi cũng phải mua được cái đó người ta mua được xe tôi phải mua được xe người ta có thể mua nhà thì tôi cũng phải mua được nhà chỉ cần sau này tôi có thể theo kịp dòng chảy của xã hội là hai người họ đã hài lòng bố mẹ phùng bối bối là người làm ăn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng khi cô ấy học tiểu học gia đình mở một siêu thị nhỏ về sau làm đại lý của một thương hiệu sàn nhà từng mở nhà xưởng nhỏ bán ấm nước nhôm mấy năm nay bắt đầu kinh doanh phụ tùng ô tô đối với bố mẹ có trình độ văn hóa không cao cô ấy vẫn không ngưỡng mộ quá nhiều hết tết năm nay cô ấy chợt hiểu ra làm ăn nhỏ như gia đình họ có thể thuận buồm xuôi gió đi đến ngày hôm nay hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn gia đình kinh doanh phụ tùng ô tô nhưng mãi cho đến bây giờ phương tiện giao thông bố cô ấy hay dùng nhất vẫn là xe điện chưa bao giờ giống mấy người đàn ông trung niên mới phát tài mà đã thở hổn hển quan hệ nam nữ bừa bãi mẹ cô là người phụ nữ trung niên thông thường nhất một lòng một dạ lo cho gia đình giao tiếp xã hội rất ít thú vui duy nhất là đánh mạc chược nhỏ với mấy người họ hàng có một dạo cô ấy cho rằng mình và bố mẹ thành thật an phận là người của hai thế giới cho rằng mình đã sớm đứng trên bậc thang cao hơn ngoảnh lại mới phát hiện thế giới của họ mới là thế giới cô ấy mong muốn lần này về tôi thấy bố mẹ tôi đã già hơn rồi trong lòng thật ra rất chua xót trước kia ngày nào cũng muốn cách họ càng xa càng tốt bây giờ tôi nghĩ chờ sang năm ổn định sẽ đón họ đến sống bên cạnh mình bối bối nói, có điều cũng không biết họ có đồng ý không, vẫn chưa nói với họ nữa. Mặt nạ tỏa ra mùi thơm dịu, trần nham vén sợi tóc dính bên mặt nạ. Lời của phùng bối bối, gần như mỗi một chữ đều gõ vào lòng cô. Cô không nói gì, nhưng cũng không kềm được nghĩ đến bố cô. Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi nhớ ông, hoặc là nói cố hết sức không nghĩ đến. Bởi vì vừa nghĩ sẽ đau lòng, sẽ khóc, dần già, đã không nhớ rõ khuôn mặt của ông nữa rồi ở cái tuổi phản nghịch nhất cô đã từng chôn sâu nỗi hận ông nơi đáy lòng hận ông bị ốm hận ông khiến cho gia đình mang nợ thậm chí có lúc còn cố chấp hận họ mang mình đến thế giới cô độc này không nuôi nấng không dạy dỗ cô nhớ rất sâu sắc sau khi bố mất có một năm tổ chức sinh nhật người trong nhà đã mua bánh kem cho cô gia đình cậu cũng đến khi đó em họ của cô còn rất nhỏ rất quậy thức ăn còn chưa làm xong, đứa em họ nhỏ đột nhiên vừa khóc vừa quấy đòi ăn bánh kem, dỗ thế nào cũng không được. Cuối cùng bà ngoại Trần Nham mở bánh kem ra trước, cắt một miếng cho nó. Chờ đến khi dọn cơm, người trong nhà náo nhiệt cắm nến lên chiếc bánh kem thiếu một góc, bảo cô cầu nguyện. Ánh nến yếu ớt, cô chấp hai tay nhắm mắt lại, trong lòng không cầu nguyện gì cả. Nếu như ý nghĩ lướt qua trái tim khi đó tính là ước nguyện, vậy ước nguyện của cô là... Sau này không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa. Một cốc bánh kem ấy đã cắt đứt tất cả mong ước đơn thuần, ước nguyện hoàn mỹ đối với thế giới này của một cô gái. Trần Nham nhận ra rõ một sự thật từ rất sớm, cả đời cô, trong tất cả hạnh phúc niềm vui, mãi mãi sẽ thiếu một góc nho nhỏ. Hôm nay chỗ thiếu sót ấy vẫn còn, nhưng trong sự trưởng thành thời gian mang đến, từ lâu cô đã không còn hận nữa. Nỗi hận đó là sự ích kỷ, cũng là sự ấu trĩ chỉ lôi kéo người ta chìm xuống dưới cuộc sống thời thơ ấu niên thiếu là gia đình trao cho cô không cách nào thay đổi được nhưng cuộc sống sau khi trưởng thành là do bản thân lựa chọn cô chỉ muốn nỗ lực hết sức mình nếu như bố cô có thể nghe thấy lúc này đây cô rất muốn nói với ông một tiếng xin lỗi bởi vì trong những năm tháng ấy nỗi oán hận cực đoan của người trẻ nhất định khiến cho người bố trên thiên đường cảm thấy tự trách và bi thương trong tĩnh lặng di động dưới gối rung một cái vô cùng đột ngột trần nham hoàn hồn lại móc ra là tin nhắn của tôn bằng ngủ rồi ư trần nham nhìn chằm chằm màn hình một hồi ngồi dậy bối bối ở bên cạnh nhìn cô tôn bằng hả ừm tôi đi rửa trước giai đoạn yêu nhau tha thiết của hai người dài thật đấy bối bối nhắc nhở đồ dưỡng da ở cả trên bệ cô tự tìm thử đi Trần Nham đứng dậy xuống giường, đi vào toilet bóc mặt nạ ra, trả lời tin nhắn. "Chưa. Anh về nhà rồi. Mới vừa xong, đang định về. Bên ngoài lạnh đấy, đừng lái xe." Sau khi gửi tin này, không nhanh chóng nhận được tin nhắn lại. Trần Nham soi gương vỗ nhẹ nhẹ nước tinh dầu trên mặt, dùng bông tẩy trang lau sạch phần còn thừa lại, rửa tay. Điện thoại trên bệ lại rung một cái, cô thoa kem dưỡng da tay xong, cầm lên có hơi nhớ em dấu vân tay in trên màn hình hơi dinh dính cô dùng ngón tay lau hai cái càng dính hơn dựa vào bồn rửa mặt trần nham lặng lặng nhìn bốn chữ in thể tống nho nhỏ trên màn hình ngay ra một hồi nhắn lại nơi đầu đường trong thành phố đèn đóm không tắt cạch một tiếng tôn bằng kéo cửa cuốn xuống ngồi xổm dưới đất móc khóa lại tôn phi đứng bên cạnh nhìn động tác của anh tối nay nhà văn hóa thành phố có hoạt động công ích cũng đặc biệt mời tôn phi đến cùng sau khi kết thúc người của thư viên lại đích thân đưa anh ta đến quán nói biểu hiện của anh ta tốt vô cùng khóa cửa xong tôn bằng phủi phủi bụi trên tay nhìn tôn phi một cái lấy di động ra trần nham trả lời ba chữ em cũng vậy anh mím môi đi đến ven đường lắc điếu thuốc trang ngậm vào miệng bấm gọi đi dây đầu tiên đã nối được sao vẫn chưa ngủ vừa đắp mặt nạ xong. Ngủ quen không? Cũng được. Đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Được. Em cúp máy đi. Tôn bằng. Hửm. Tháng sau ngày dỗ bố em, đi viếng mộ cùng em nhé. Được. Nhìn góc sâu trong ngõ phố ánh đèn lờ mờ, anh móc bật lửa ra châm thuốc, từ từ nhả khói thuốc, ngủ sớm chút đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cúp điện thoại, Trần Nham để di động xuống, ngước mắt nhìn gương. Cô đã từng cho rằng, phải yêu rất nhiều rất nhiều mới có thể lấp đầy những vết thương kia. Nào đâu biết rằng, nỗi đau không chịu nổi một đòn như thế, chút xíu ngọt ngào thôi là có thể đẩy chúng vào góc chết trong ký ức. Trong chiếc gương này, cô chợt nhìn thấy cô bé buồn bã thổi nến năm ấy. Nếu như có thể, cô rất muốn quay về nói cho cô bé biết. Bánh kem thiếu một góc cũng có thể cầu nguyện chương 44, có đáng không? Năm mới trôi qua hết, thành phố lại bước vào quỹ đạo. Tháng 3 đang đến gần, nhưng trời vẫn còn rất lạnh, Chồi xanh nhọn nhú ra trên cây đã mang tin tức của mùa xuân đến. Vừa đầu năm, quán của Tôn Bằng đã ký một đơn hàng rất tốt. Trong một tòa nhà văn phòng sau đường, có lãnh đạo nhỏ của một công ty mấy ngày trước đến quán anh ăn cơm, thấy mùi vị khá ngon, liền mời anh điếu thuốc, trò chuyện một hồi, cuối cùng nói muốn đi vào bếp xem thử, Tôn Bằng dẫn anh ta vào. Không ngờ người này cực kỳ sẵn khoái ký hợp đồng một năm với anh ngay tại chỗ, đặt hộp cơm trưa cho 20 nhân viên công ty tại quán anh. Một mặn hai chay một canh, một phần 12 miếng, mùi vị thanh đạm một chút cũng không sao, chỉ có một yêu cầu, phải sạch sẽ, đừng cho gia vị lộn xộn. Lúc gần đi, người này nói, ông chủ nhỏ, không có chút ấn tượng nào với tôi sao. Lần trước trời mưa to, Xe của tôi bị lún vào hố bùn ở công trường bên cạnh, khi anh đi ngang qua đã giúp tôi đẩy ra, không nhớ gì ư? Sau đó, Tôn Bằng nhắc đến chuyện này với Trần Nham, Trần Nham chỉ khẽ cười. Họ đứng trên ban công, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, tự nhiên mà thân mật. Dưới ánh hoàng hôn, tòa nhà cũ và đường phố u ám, tiếng người huyên náo và hơi thở đêm đông, toàn bộ tan vào trong ánh sáng rực rỡ màu vàng nhạt, mịt mờ, yên tĩnh. Trần Nham nói: thật ra rất nhiều lúc duyên phận giữa người với người rất kỳ lạ rõ ràng gặp phải một người xa lạ nhưng biết đâu chừng đã chạm mặt nhau ở rất nhiều nơi trên đường nhà hàng bệnh viện thành phố nhỏ như vậy chỗ nào cũng có thể cả cô nhìn anh một cái giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy anh tưởng là buổi tối lái xe đưa em về nhà thật ra trưa hôm đó em đã thấy anh trên núi nhưng anh lại không biết có gió thổi đến bụi lẫn trong gió khẽ quét qua gò má họ trần nham hơi nheo mắt lại anh biết anh không nhìn cô hôm đó ở trên núi anh đã nhìn thấy em mưa lất phất ngoài đình em cầm sách trên tay yên lặng ngẩng đầu thản nhiên nở nụ cười với tôn phi trong nụ cười ấy anh nhìn thấy vẻ dịu dàng và lương thiện luôn thường trực của một người phụ nữ trong cơn mưa ẩm ướt chúng lóe lên ánh sáng khiến người ta tin tưởng trong yên tĩnh tôn bằng quay đầu nhìn khuôn mặt sửng sốt của trần nham âm điệu chậm mà kiên định tối hôm ấy em vừa lên xe anh liền biết là em chỉ là có những giấc mơ anh không dám mơ cho đến khi giấc mơ đến gần anh anh không muốn dùng bất kỳ thứ không thiết thực nào tôn bằng hơi dừng lại để thêm vào cho tình cảm của chúng ta nhưng ngày hôm ấy anh thật sự đã nhìn thấy em trần nham nhìn anh không nói tiếp cơ thể cô như một thung lũng bị sự chấn động mà dừng lại tất cả những gì số phận mang đến, chỉ còn lại tiếng vang từ mỗi câu chữ của anh. Giờ phút này, cảm giác kìm lòng không đậu và tình cảm không kìm nén được trong câu chuyện rốt cuộc đã tìm được đáp án. Hết thảy đều đã định trước ở nơi u tối. Sau sự yên lặng dài và tẻ nhạt, vải vóc cọ sát phát ra âm thanh rất nhỏ, một sức mạnh vô cùng chậm rãi, cô ông lấy anh. Cái ông dịu dàng mà chặt chẽ này khiến tôn bằng cứng đờ trong thoáng chốc anh buông thõng tay cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô một khoảng ánh chiều tà rơi trên mái tóc đen anh giơ tay xoa một cái trong nháy mắt xúc cảm ấy đánh thức tất cả mọi thứ chân thật dưới nắng chiều họ lặng lẽ ôm nhau xác định toàn bộ quá khứ hiện tại và tương lai họ đã có nhau hai mươi phần cơm hộp cố định vào buổi trưa mỗi ngày khiến nhân lực trong quán lập tức thiếu hụt tôn bằng đã tuyển thêm một người giúp đỡ làm ăn mỗi ngày càng phát đạt lượng công việc cũng nhiều, tính lợi nhuận, mỗi tháng anh tăng thêm 300 đồng tiền lương cho mỗi người, mọi người đều làm rất hăng hái. Trưa hôm nay, Tôn Bằng đang phụ giúp đóng hộp cơm trong bếp, cường tử cả người mang theo khí lạnh đi từ ngoài vào, tìm được anh nhưng cũng không phụ một tay, đứng yên ở bên cạnh nhìn. Quả thực quá bận nên Tôn Bằng không để ý đến anh ta, bận rộn một hồi lơ đã ngẩng đầu, thấy anh ta nghiêm mặt, muốn nói lại thôi. Có chuyện à? có ít chuyện muốn bàn một chút với anh có chuyện bàn câu này nghiêm túc đây tôn bằng nhìn anh ta một cái dừng động tác trên tay lấy khăn lau dầu trên tay móc hộp thuốc lá đưa cho anh ta một điếu mình cũng cầm một điếu đi ra ngoài sân nói đi trong sân đặt hai cái chậu đỏ lớn trong chậu ngâm rau buổi sáng vừa đến bên cạnh còn có một thùng cá trắm hai người đứng cạnh bồn nước bên bệ cửa sổ lần lượt châm thuốc tôn bằng có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Dạo này cường tử thường không có ở quán, có đến thì cũng hay mất hồn mất vía, vừa đụng vào gì là sai sót ngay. Nhưng gần đây việc làm ăn trong quán quả thực quá bận rộn, thứ nhất là tôn bằng không để ý hỏi anh ta, thứ hai là sợ mình mở lời thì cường tử hiểu lầm mình chê anh ta lười biếng. Càng là anh em thì càng sợ có sao bị trong chuyện công việc. Cường tử không lên tiếng, cúi đầu hút thuốc. Cá trắm lớn trong thùng quẩy đuôi mấy cái, và vào vách thùng vang tỏm tỏm Tôn bằng nhìn thoáng qua Rồi lại nhìn cường tử Im lặng chờ anh ta mở miệng Không ngờ đợi một cái là thời gian nửa điếu thuốc Người trong bếp bắt đầu gọi ông chủ Tôn bằng nghe thấy có người gọi Quay đầu sang trả lời một tiếng Rồi lại nhìn cường tử Buổi trưa bận rộn Cường tử Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy rồi Có gì thì nói thẳng ra đi Anh bằng Em muốn ra ngoài làm riêng bầu không khí dừng lại một chút rồi trầm xuống cường tử ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có phần kinh ngạc có phần mờ mịt của tôn bằng hăng hái nói tiếp em muốn đến nơi khác thử một chút năm mươi ngàn lúc trước em đầu tư vào quán bây giờ có thể lấy ra không ban đầu khi tôn bằng nói định mở quán này cường tử không chút suy nghĩ thôi việc ngay muốn tới giúp anh một tay tôn bằng không muốn làm ông chủ của anh ta hỏi anh ta mấy năm nay tiết kiệm được tổng cộng bao nhiêu tiền anh ta ăn xài phung phí, ra ngoài nhiều năm như vậy nhưng chỉ có cả thảy bảy, tám mươi ngàn tệ. Tôn Bằng nói được, cậu lấy năm mươi ngàn tệ ra đầu tư đi, quán này sẽ coi như là chúng ta cùng đầu tư, về sau cho dù lỗ vốn, thì tiền này vẫn trả lại cho cậu. Lời lỗ đều là sau này hãy nói, anh nói ra lời như thế đã khiến Cường Tử rất cảm động, hôm sau anh ta liền đưa năm mươi ngàn tệ, trở thành ông chủ thứ hai của quán này. Bây giờ, đang tốt đẹp. Anh ta nói không làm là không làm. Tôn bằng đoán đã xảy ra chuyện gì đó. Anh rít một hơi thuốc lá, bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi, có phải cần tiền gấp không? Trong tay anh vẫn còn mấy chục ngàn, nếu cần có thể đưa cho cậu trước. Bây giờ quán làm ăn ngày càng tốt, đang cần người nên không thể thiếu cậu được. Không phải thiếu tiền. Cường tử nhìn phía trước, nói ấp a ấp úng, em là năm mới rồi, muốn thử làm chút việc gì khác ấy mà có thằng em ở nơi khác tham gia chuỗi quán ăn nhỏ đỏ lắm nên em cũng muốn đi thử xem sao cương tử nhìn anh bao nhiêu năm như vậy rồi anh bằng em luôn đi theo anh em cũng lớn đầu cũng không biết một mình mình có làm được không không thể dựa vào anh mãi được một khoảng thời gian yên lặng mấy phút sau tôn bằng hỏi đã quyết định rồi cương tử gật đầu hồi tết đã suy nghĩ kỹ rồi chỉ là không biết nói sao với anh thôi buổi chiều sẽ đi lấy tiền cho cậu, tôn bằng nhìn anh ta, cường tử, anh vẫn là câu nói đó, nếu cậu cần tiền gấp thì anh có thể đưa trước cho cậu. Làm ăn bên ngoài không dễ làm, chỗ chúng ta có thể làm được, ít nhiều gì cũng gặp đúng dịp, may mắn. Ít hầu cường tử chuyển động, anh ta gượng cười một cái, em biết mà, thật sự không phải là chuyện tiền bạc đâu. Thấy anh ta đã quyết tâm, tôn bằng gật đầu, không nói nhiều nữa, cửa quán này vẫn mở ở đây ngày nào đó cậu muốn quay lại thì hãy quay lại ra ngoài xem thử cũng tốt anh bằng cảm ơn anh cường tử dùi tắt thuốc trên bệ cửa sổ vậy thì buổi trưa còn có việc em đi trước đây đi đi buổi chiều anh tìm cậu cuối cùng cường tử nhìn anh một cái cả người biến mất ở ngoài cửa ra khỏi quán cường tử lại châm một điếu thuốc khuôn mặt cứng nhắc đi sang bên kia đường đi gần 10 phút cách quán hai con đường anh ta lấy di động ra ống nghe đặt bên tai tiếng túc túc vang đi vang lại gọi liên tục ba bốn lần lần nào cũng tự động cúp máy từ đầu đến cuối không có ai nhận trên đường phố xe đến xe đi anh ta hơi nôn nóng vẫy một chiếc taxi đọc địa chỉ nhà mình nhà cường tử thuê là một căn nhà trệt kiểu cũ một cái sân trải dài từ đầu đến cuối ba căn phòng cũ anh ở phòng trong cùng vội vàng chạy về băng qua cái sân đang phơi ga trải giường dùng chìa khóa mở cửa. Giữa trưa, trong nhà kéo rèm cửa sổ, trong ánh sáng mờ tối, có một mùi khó ngửi. Người trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, trở mình hướng ra ngoài, từ từ mở mắt. Nhìn thấy người rồi, cuối cùng trái tim cường tử cũng rơi xuống đất. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trải ga giường, có một chồng chăn xếp lên, muốn tìm cốc nước uống, nhìn trái phải không có cốc nước nên thôi. Sao không nghe điện thoại của anh? anh nhìn trên giường hỏi. Khổng Trân nửa mê nửa tỉnh, dựa vào đầu giường chậm rãi ngồi dậy, đỡ trán cho tỉnh táo lại, liếc anh một cái, vươn tay mò di động trên tủ đầu giường. Bảy cuộc gọi nhở Cô vuốt vuốt tóc để chế độ im lặng, ngủ nướng một chút. Gọi điện thoại cho em làm gì? Cương Tử nhìn cô chằm chằm, nén giận nói, muốn hỏi thử xem buổi trưa em muốn ăn gì, mang về luôn. Khổng Trân ngủ hơi bị sái cổ. Động đậy cổ một chút, lười nhác nhìn về phía anh, anh ăn rồi à? Chưa. Vậy ra ngoài ăn. Quán mì trước cổng nhà, buổi trưa không có mấy người khách. Trong quán không có điều hòa, họ ngồi ở chỗ khuất gió góc trong cùng, mỗi người một bát mì thịt băm thêm trứng gà, ăn mấy miếng lớn nên hơi nóng, Khổng Trân cởi khăn choàng để lên trên bàn. Trên đó có dầu. Cương Tử để khăn bên cạnh cho cô. Khổng Trân lướt nhìn anh một cái, không lên tiếng xì sụp mấy miếng, cương tử ăn hết bát mì rất nhanh. Anh rót hai cốc nước, uống nước nhìn khổng trân ăn. Nhìn mãi nhìn mãi, anh chợt nhớ lại ngày trước, anh, tôn bằng, khổng trân, còn có tôn phi, bốn người họ thường hay tụ tập ăn cơm. Có khi là làm cơm ở nhà, có khi là gọi bốn bát mì ở quán nhỏ bên ngoài. Chuyện mấy tháng trước thôi, nhưng lại giống như đã rất lâu rất lâu trước kia, lâu đến mức mọi thứ đều thay đổi. Cường tử đột nhiên nói, hôm nay anh đến quán rồi, đã nói qua với anh bằng. Đôi đủ gấp mì không động đậy. Cô khựng lại, từ trên bát mì từ từ ngẩng mặt lên, nhìn anh, anh suy nghĩ kỹ chưa? Phải suy nghĩ cái gì chứ, không phải đã nói hết với em rồi sao? Tình cảm không nói ra được xông lên đầu, cô lặng lặng nhìn anh, bỗng nhiên, mỉm cười có chút coi rẻ, trương cường, anh cảm thấy bản thân làm vậy có đáng không? Đáng không có cả một giây dừng lại. Một chữ không chút do dự này, sau sự yên lặng ngắn ngủi, khiến cho một giọt lệ từ mắt khổng trân rơi thẳng xuống. Cô dùng mu bàn tay lau nhanh đi, khi khuỷu tay co lại, đôi đũa gác trên tô bật ra rơi xuống đất. Chân dẫm lên chiếc đũa, cô không nói một lời đi ra ngoài tiệm. Cương Tử phản ứng lại, vội vàng trả tiền mì, cầm lấy khăn choàng của cô đuổi theo. Giống như mỗi một lần trước đây, anh nhanh chóng đuổi kịp cô. Thế nhưng lần này, anh không tiến lên chỉ cách xa mấy bước, yên lặng đi theo sau lưng cô suốt cả con đường, ngược chiều gió. Không có phương hướng, không có bờ bến, chúng ta lạc bước trong khu rừng sắt thép này. Những tòa nhà san sát là ngọn núi không thể leo qua, những chiếc xe gào thét là thú dữ há to miệng. Ánh mặt trời ấm áp kia là sự cám dỗ xé nát. Chỉ có chúng ta là đồng bạn. Em thích anh cũng được, không thích anh cũng chẳng sao. Anh chỉ muốn em biết, bất kể khi nào, chỉ cần em quay đầu lại. Đều có anh ở đây. Chương 45, đánh nhau. Buổi chiều, Cương Tử ở nhà nhận được điện thoại của Tôn Bằng, kêu anh ta đến quán lấy tiền. Trước khi ra cửa, anh ta cầm chìa khóa, điện thoại xong, quay đầu hỏi Khổng Trân, có muốn ăn đồ vặt gì không? Khổng Trân đang cầm điều khiển trong tay, hờ hững dựa vào giường xem tivi, lắc đầu. Vậy lát nữa anh về. Cuối cùng Cường Tử nhìn cô một cái, đóng cửa lại. Rèm cửa sổ vẫn kéo kín, TV đang chiếu một bộ phim truyền hình cũ, vài nằm chính than thở khóc lóc, cả căn phòng vô cùng ngột ngạt. Qua khoảng 15 phút, ánh mắt khổng trân lướt qua cánh cửa đóng chặt, cô để điều khiển xuống, ngồi dậy. 3 giờ chiều, bên đường rất ồn ào. Dưới một tòa nhà văn phòng cũ, quay mặt về phía dòng xe chạy bên đường, khổng trân gọi một cú điện thoại. Tiếng đầu tiên ngay khi tín hiệu thông liền bị cúp luôn. Cô nắm chặt di động trong lòng bàn tay, xoay người sải bước đi vào trong tòa nhà. Tầng 18 là một cơ sở giáo dục và đào tạo ngoại ngữ tư nhân, trong ngoài cách nhau một chiếc cửa kính. Cô xông vào trong như một cơn gió, bị bảo vệ có đôi mắt sắc nhanh chóng ngăn lại. "Này, cô tìm ai?" "Tôi tìm ông chủ quý tiểu binh của mấy anh." Bảo vệ thấy người đến không có ý tốt, lạnh mặt hỏi, "Cô là ai, có hẹn trước không?" "Hẹn trước cái đầu anh?" khổng trân nhìn bên trong đột nhiên chữ lớn quý tiểu binh mẹ nó ông ra đây cho tôi quý tiểu binh tiếng la này lập tức kéo hai ba nhân viên tới khổng trân ra vẻ như sắp cứng rắn xông vào trong bị hai ba người kéo ra ngoài ngay lập tức chỗ chúng tôi là cơ sở giáo dục bên trong đều đang lên lớp cô có chuyện gì thì ra ngoài nói là được rồi khổng trân lùi ra sau hai bước hất tay bọn họ khuôn mặt dữ tợn tôi cảnh cáo mấy người Đừng có đụng vào tôi Có nghe không hả? Đừng có đụng vào tôi Cô đột nhiên lạnh lùng kêu thét lên Khiến cho hai bảo vệ trẻ sợ ngẩn người Theo sau đó lại dùng sức mạnh hơn kéo cô ra ngoài Vừa kéo vừa kêu người bên cạnh Báo cảnh sát Báo cảnh sát đi Một cô gái chỗ quầy lễ tân thấy cảnh này lập tức trung tay cầm điện thoại lên Chẳng mấy chốc âm ý càng lớn Có người chạy vào trong cửa kính Lát sau bên trong có một người đàn ông trung niên dáng người hơi béo vội vã đi ra, nhíu mày, thấp giọng trách mắng, được rồi được rồi, nổi điên cái gì đấy. Hai bảo vệ trẻ vẫn đang kéo khổng trân, vừa thấy người đến thì thở phào một hơi. Ông chủ đến rồi. Khổng trân hất mạnh họ ra, mắng người đàn ông, mẹ nó rốt cuộc ông cũng ra rồi, đồ hèn nhát quý tiểu binh. Mặt người đàn ông lúc trắng lúc xanh, sợ cô không giữ mồm giữ miệng nói bậy nhiều hơn, nắm cánh tay cô rồi kéo cô tới chỗ cửa an toàn phía sau. Ông buông tôi ra. Buông ra. Đừng có đụng vào tôi. Đẩy cửa ra, ông ta vung tay hất cô vào tường, trừng mắt, dùng tay hung ác chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng, cô đừng có mà cho thể diện mà không cần. Đồ đê, còn mặt mũi tìm tới tận đây à? Tên khốn khiếp. Khổng chân giơ tay định tác ông ta một bạt tay bị ông ta chặn đứng cô lại đá chân ông ta một đá. Một đá này ông ta không đề phòng, đau đến mức mặt nhăn nhúm lại. Cơn giận bốc lên, mặc kệ đau đớn, ông ta trở tay vung vào mặt cô. Khổng trân nghiêng đầu né, nhưng vẫn ăn nửa bạc tai. Ông ta kẹp cổ cô, ăn của ông dùng của ông mà còn nuôi đàn ông, đồ đê tiện. Đánh và chửi rủa càng dữ dội hơn. Trong cầu thang vắng vẻ, tiếng hỗn loạn vang vọng. Nhưng chỉ hai phút, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên, cánh cửa bên cạnh bị kéo giật ra, sau đó một bàn tay túng lấy tóc khổng trân từ phía sau. Đau đớn một hồi, còn chưa kịp phản ứng gì cả, khổng trân đã bị một sức mạnh đè lên tay vịn cầu thang. Còn chưa kịp phản kháng, dây kế tiếp, nắm đấm, bạt tay rơi xuống đầu cô bóp bóp, sau lưng, một người phụ nữ chữ mắng bằng giọng sắc nhọn, đồ đê tiện. Đồ rẻ rúng. Còn dám đến tận đây à? tao không đánh chết mày mà. Khổng Trân bị đánh túi bụi dùng hết sức dãy dụa, kêu la, xoay người để kéo, để túng, để cắn lại. Một xấp tiền mặt dày đựng bằng túi giấy cơ rác, Cường tử nhận từ tay Tôn Bằng. Thế này có tiện không? Tôn Bằng muốn chuyển khoản cho anh ta, nhưng anh ta đòi tiền mặt. Không sao đâu, tiền mặt rất tiện. Tôn Bằng nhìn anh ta, khi nào thì đi sang đó. Khoảng thời gian này thôi, thu dọn đồ đặt một chút, cường tử cười cười trong quán bận nên anh cứ mặc kệ em đi đến bên kia em sẽ liên lạc với anh tối mai sang ăn chung bữa cơm coi như là tiệc tiễn cậu đi cường tử nhìn tôn bằng gật đầu được anh ta đứng dậy cười anh bằng em đi trước đây cường tử tôn bằng đứng ở cửa gọi anh ta lại không đủ tiền thì chỗ anh vẫn còn một ít cường tử đứng yên ở cửa không quay đầu lại hồi lâu sau biết rồi không dừng lại thêm một giây, anh ta đi thẳng ra khỏi tiệm. Gần như là vừa ra khỏi cửa, di động của anh ta trong túi rung lên. Gió lạnh đang thổi, cường tử đi sang bên kia đường mới rung rẩy nhận máy. Số lạ, giọng nói xa lạ. Phản ứng mấy giây, anh ta lập tức kêu taxi. Khi chạy vội đến đồn cảnh sát, cảnh sát đang làm biên bản lời khai cho khổng trân trong căn phòng nhỏ. Cảnh sát trẻ hỏi cô năm câu, cô trả lời một câu, khiến anh ta rất bực mình, càng thêm không có thiện cảm với cô. Tóc cô xõa tung, trên mặt có vết thương, áo trên người bị kéo rách cổ, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Cương Tử được dẫn vào, vừa nhìn thấy cô liền nín thở. Anh đi tới, gọi cô một tiếng. Khổng Trân ngước mắt nhìn anh, không sao đâu. Nhìn kìa, tình nhân tới rồi đó. Đồng chí cảnh sát, chính là bọn nó làm rơi vỡ đồ của tôi mà đến bây giờ vẫn chưa bồi thường. Tuyệt đối đừng để bọn nó chạy mất. Cường tử lạnh lùng nhìn sang bên cạnh, miệng mồm bà sạch sẽ một chút cho tôi. Người phụ nữ trung niên trên mặt có mấy vết đỏ đứng bật dậy, cảm xúc kích động, muốn nghe lời hay à, đô. Mấy anh xem đấy, bên này thì được chồng tôi bao, bên kia thì nuôi tình nhân, làm như sạch sẽ lắm ấy. Một ngọn lửa từ trong lòng sông lên, mặt cường tử đỏ gay, anh trừng mắt định lao tới người đàn ông luôn im lặng bên cạnh người phụ nữ thấy vậy cũng xông lên bảo vệ hai người vừa đụng nhau liền bị cảnh sát khá có kinh nghiệm bên cạnh dùng sức tách ra đã đến đồn cảnh sát rồi mà còn dám đánh nhau à không muốn đi phải không không muốn thì đừng có đi nữa trong bầu không khí yên lặng như tờ cảnh sát không kiên nhẫn lướt nhìn mấy người này một cái giọng nói chán ghét thành thật chút đi nên làm cái gì thì làm cái đó nói không rõ thì lên tòa nói coi đây là chỗ nào muốn ở đây hai ngày hả anh ta đập mạnh quyển sổ tay lên bàn yên lặng trong chốc lát thấy tình hình đã ổn định anh ta hòa giải tiếp cho họ chuyện không lớn nói tới nói lui thì chỉ là tranh chấp của người thứ ba thường gặp nhất bây giờ không ai bị thương nặng cũng không có tổn thất kinh tế gì quy trình đã xong đuổi mỗi người bọn họ đi ký tên người phụ nữ nhìn cảnh sát hỏi thế này là xong rồi à Bọn nó làm rơi vỡ món đồ mấy trăm ngàn tệ của tôi cứ mặc kệ như vậy à? Bây giờ không bắt lại chạy mất thì phải làm sao? Cảnh sát cũng sắp tan làm, đứng lên lười nhác trả lời, chuyện đó không dính dáng gì đến chuyện hôm nay. Không phải bà đã kiện rồi ư? Đó là chuyện của tòa. Họ chạy mất cũng là tòa lo, không nằm trong phạm vi cai quản của chúng tôi. Bên kia, Cường Tử ngồi cùng khổng trân, cúi đầu ký tên, hai người tự như không nghe thấy gì cả ký xong, cảnh sát nói đi được rồi, anh kéo bàn tay lạnh nhắc của cô đi ra ngoài. Người phụ nữ la về phía bóng lưng họ, thiếu nợ thì trả tiền, tao xem đôi nam nữ chó má bọn mày trốn được đến khi nào. Tao kiện cho bọn mày tán gia bài sản luôn. Họ đi ra rồi lên xe taxi ngay. Bóng đêm xẹt qua ngoài cửa sổ, trong xe, cường tử vẫn siết chặt tay khổng trân, cảm giác được cả người cô đang hơi co giật. Anh ông vai cô, để cô dựa vào người mình tự như nói với cô, cũng như nói với mình, không sao, không sao rồi. Về đến căn nhà nhỏ này, Cường Tử Bảo khổng trân đi tắm trước. Trong nhà không còn gì ăn, anh tìm được hai hộp mì ăn liền, đun ấm nước nóng, nấu cho mỗi người một hộp. Trong chốc lát, cả căn nhà toàn là mùi mì ăn liền. Khổng Trân lau tóc đi ra, lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Ăn tạm một chút đi, muốn ăn gì ngày mai anh sẽ đi mua. Khổng Trân vừa tắm xong, khuôn mặt rất trắng, vết bầm chỗ khóe miệng rõ ràng hơn. Đôi mắt hơi ẩm ướt, cô nhìn anh, nói với anh câu đầu tiên trong đêm nay, ngon lắm. Cường tử thoáng im lặng, nói, vậy thì ăn đi. Ăn hết mì, Khổng Trân ở trên giường xem tivi. Cường tử tắm xong đi ra, kéo rèm cửa sổ lại, trải chăn lên sofa đàng hoàng, tắt đèn, nằm lên đó. Hai tay anh gối sau đầu, anh nghe tiếng tivi, nhìn rèm cửa sổ ngẩn người. Chiếc sofa nhỏ ba ghế liền này anh mua khi dạo trung tâm nội thất vào năm ngoái, chỉ có 600 đồng. Trông có vẻ rất được, nhưng thật ra là hàng mẫu, mua lại sau nửa năm dùng, giá gỗ trong chỗ dựa lưng đã bắt đầu cò vào lưng. Khoảng thời gian này, anh luôn ngủ trên chiếc sofa nhỏ, may đang là mùa đông, trên sofa có đệm bông phía dưới nên không lạnh. Ban đầu không ngủ được, ngủ mãi cũng thành quen. Một lát sau, khổng trân nói cho anh điều khiển này em ngủ đây cường tử nhìn cô trong ánh sáng lờ mờ không xem thì tắt đi anh cũng buồn ngủ rồi vậy tắt đây được tách một tiếng ánh sáng màn hình tivi tắt ngúng. khổng trân trở mình đưa lưng về phía anh kéo tấm chăn trùng kín cả người căn phòng tối đen nhà bên cạnh vẫn đang xem tivi có âm thanh loáng thoáng truyền vào làm nổi bật xung quanh càng thêm yên tĩnh hơn cương tử mở mắt nhìn trần nhà trong đầu rối tung không biết qua bao lâu trên giường truyền đến một giọng nói khe khẽ còn nhớ đứa em gái nhỏ kia của em không anh không nhúc nhích giọng nói rất thấp đứa vẫn còn đi học ấy à ừm năm nay sắp thi tốt nghiệp trung học rồi sao đột nhiên nhớ tới nó vậy giọng cô rất chậm năm ngoái em dẫn nó tới chơi anh và anh bằng dẫn nó đi chơi mấy chỗ đến giờ nó vẫn nhớ các anh đấy hồi tết nó gọi điện thoại cho em bảo em gửi lời hỏi thăm các anh về sau em quên mất cương tử vốn muốn nói vậy em bảo nó thi tốt nghiệp cho thật tốt thi xong rồi tới đây còn dẫn nó đi chơi nữa nghĩ lại đợi đến khi đó mình và khổng trân không biết đã ở nơi nào rồi một sự thê lương dâng lên trong lòng qua một lúc lâu anh hỏi trên người còn đau chỗ nào không không có sau đó không ai nói nữa trong bóng tối chỉ có đêm càng ngày càng sâu. Nửa đêm, mi mắt run một cái, khổng trân chậm rãi mở mắt ra. Rèm cửa sổ ngay phía trên sofa, ánh sáng lờ mờ hắt vào, rơi trên khuôn mặt ngủ yên của cường tử. Nghe tiếng hít thở kéo dài của anh, cô không biết mình đã nhìn bao lâu, cho đến khi có cơn gió nhẹ làm rèm cửa lay động, ánh sáng lay động trên mặt anh, anh trở mình, sau đó, tiếng hít thở trầm hơn. Khổng trân xuống giường, vào nhà vệ sinh khi trở ra, cô mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc quăng thắt bím sau lưng. Cô xách chiếc túi của mình trên bàn ăn, cuối cùng nhìn cường tử một cái, khẽ mở cửa. Tay nắm cửa xoay một nửa, một tiếng trầm thấp vang lên trong không khí, trân trân. Bàn tay khựng lại. Em đi đâu? Cường tử ngồi dậy, ánh mắt không mơ màng chút nào, nhìn thẳng cô. Đi đâu cũng được, đều là chuyện của riêng em. Cô cúi đầu, không nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh anh cường tử anh mặc kệ em đi cường tử đi tới kéo bàn tay lạnh ngắt đặt trên cửa của cô xuống không phải chúng ta đã nói xong rồi sao hai ngày nữa sẽ đi đến lúc đó sẽ không còn chuyện gì nữa cô quay mặt sang nhìn anh đôi mắt dần ngấn lệ giọng nghẹn ngào anh còn muốn lừa mình dối người đến khi nào nữa sao có thể không còn chuyện gì chứ quán của anh đang mở yên ổn em dựa vào cái gì mà khiến anh gánh chung với em anh gánh không nổi đâu. Em đã tự phá hủy mình rồi, không thể cũng phá hủy anh. Cường tử ông lấy cô, nén đau lòng, em nghĩ nhiều như vậy làm gì, anh nói không sao là không sao, không ai phá hủy nổi chúng ta. Đang ngủ mơ mơ màng màng, điện thoại của tôn bằng vang lên không ngừng. Ở bên gối mò lấy di động, anh nhắm mắt nhận máy, chỉ nghe bên kia nói mấy câu, anh mở choàng mắt ra, trong bóng tối ngồi dậy. Chương 46, ngã bệnh, ban đêm, ông ngoại Trần Nham tự mình đứng lên đi vệ sinh bị trượt ngã. Cú ngã này không phải chuyện đùa. Khi Tôn Bằng lái mô tô chạy vội đến bệnh viện, cả nhà họ Trần vô cùng lo lắng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Trần Nham mặc áo khoác trên người, ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, mắt nhìn dưới đất, gò má bị mái tóc dài che một nửa. Nghe thấy tiếng bước chân, cô nhìn sang phía anh. Mẹ Trần đầu tóc rối bù, mặc chiếc áo phao dài bên ngoài đồ ngủ nhìn thấy tôn bằng tới tiến lên đón khẽ nói làm cậu mất công rồi hơn nửa đêm mà cũng kéo cậu tới đây tôn bằng nói chuyện nên làm ạ à. lúc trước cậu của trần nham từng ăn cơm hai lần với anh xa xa nhìn sang gật đầu với anh anh cũng đáp lại một cái là mẹ trần gọi điện thoại cho anh ban đêm mẹ trần đang ngủ say đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm rầm lớn hoảng sợ đến mức bật dậy theo tiếng động chạy đến nhà vệ sinh ông cụ đã ngã sắp xuống, nằm dưới đất, còn đè vỡ hai cái chậu nhựa. Mẹ Trần giật nảy mình, la lớn kêu bà ngoại Trần Nham tới cùng nhất ông lên, mới phát hiện hai người họ hoàn toàn không làm được. Lúc này ông cụ đã mất tri giác, mặt mũi cũng trắng bệt. Mẹ Trần Quýnh lên liền gọi xe cấp cứu, sau đó lại gọi điện thoại cho mọi người trong nhà, cũng gọi cho Tôn Bằng, gọi anh sang giúp đỡ. Khi Tôn Bằng chạy vội đến nhà họ Trần thì không thấy ai, đoán đã đưa đến bệnh viện rồi nên gọi điện thoại cho trần nham rồi tìm tới đây anh trao đổi ánh mắt với trần nham một chút rồi đi đến cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt cậu trần nham cũng đã lớn tuổi tóc muối tiêu sắc mặt ủ dột ở bên cạnh thở dài nói vừa đưa vào đoán chừng phải đến sáng mai ban nãy có một cô y tá trẻ đi ra nói mạch máu của ông cụ rất dễ vỡ cú ngã này khiến cho trong đầu có điểm xuất huyết mới vị trí của điểm xuất huyết này cũng rất tệ tôn bằng nói mọi người về nhà trước đi sáng mai hẳn lại đây cháu chờ ở bên này với trần nham cậu trần nham nói không sao chờ thêm một lúc nữa ông móc hộp thuốc lá định đưa một điếu cho anh tôn bằng lắc tay ông nói vậy cậu sang kia hút điếu thuốc lê bước chân nặng nề người đàn ông trung niên nhỏ con này đi về hướng đầu cầu thang tôn bằng đứng ở cửa một lúc rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh trần nham kéo cổ áo ngay ngắn giúp cô có mệt không cô nhìn anh cũng tạm hai người nắm tay nhau ánh mắt xoay chuyển trần nham nói với mẹ trần ở phía bên kia hành lang mẹ mẹ đừng đi vòng vòng bên đó nữa sang đây ngồi đi mẹ trần được gọi như thế mờ mịt đi sang ngồi xuống vị trí bên cạnh bà nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật theo bản năng nhìn mãi nhìn mãi đột nhiên hốc mắt đỏ bừng tôn bằng buông trần nham ra đến chỗ y tá xin hai cốc nước rồi sang đây đưa cho họ trần nham uống hai ngụm kìm lòng để không nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của mẹ trần nhìn bàn tay cầm cốc nước không nhúc nhích của bà nói mẹ uống chút nước đi rồi mẹ theo cậu về trước bọn con chờ bên này cho sáng mai mẹ với cậu mang đồ dùng cần thiết tới đây mẹ trần uống một ngụm nước đồ đạc thì để sáng mai bà ngoại con mang tới mẹ trông chừng ở đây trong lòng yên tâm hơn trần nham nhìn bà không nói gì nữa. Trong hành lang yên lặng như tờ, thỉnh thoảng có nhân viên y tá đi qua đi lại, để giày cao su ma sát sàn nhà, phát ra tiếng ngừng ngắt chướng tai. Ngồi gần một tiếng, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng một cách nổi bật. Trong lòng Trần Nham hơi ngột ngạt, cô nói với Tôn Bằng, ra ngoài một chút đi, anh đứng lên, đi theo cô ra ngoài. Đi đến bên một cánh cửa hông, Tôn Bằng dừng bước, ông bả vai cô, nhìn ra phía ngoài, cứ đứng đây đi, bên ngoài lạnh lắm chưa đến năm giờ sáng trời tờ mờ còn chưa sáng tỏ đèn đường vẫn còn mở trong khe cửa có gió lạnh hiu hiu lọt vào trần nham nhìn đường phố u ám bên ngoài qua cửa kính cảm thấy như ở trong mộng mới tỉnh tôn phi ở nhà một mình ư không sao đâu anh khóa trái cửa rồi lát nữa anh về trước đi cũng không cần nhiều người chờ ở đây như vậy tôn bằng không lên tiếng khẽ nắm bàn tay buông thõng bên người của cô bàn tay này nhỏ gầy lạnh buốt trong đó không chứa một chút sức lực nào anh kìm lòng không đặng cúi đầu xuống nhìn bao trọn lấy nó vào lòng bàn tay mình trong không khí lạnh lẽo mang theo mùi đặc thù của bệnh viện nhìn khoảng hư ảo khi bóng đêm và nắng mai giao hòa ngoại cửa trần nham chậm rãi hít vào một hơi thật ra bây giờ em có hơi hối hận nếu như em luôn ở trong nhà giờ đó bình thường em đã tan làm rồi lần trước ông có thể sẽ không xảy ra chuyện hoặc là khi đó đưa đến bệnh viện trước tiên thì tình hình cũng sẽ khác lại càng không có chuyện lần này tôn bằng nghe cô chậm rãi nói hết ông chặt cô hơn một chút chuyện quá khứ đừng nghĩ nữa người già có phúc của người già lo lắng hơn nữa cũng vô dụng sẽ không có chuyện gì đâu cô dựa vào anh khẽ từng một tiếng em biết thời gian từng giây từng phút trôi qua trời dần sáng bên ngoài thêm huyên náo họ đi ra cổng mua chút thức ăn sáng về vừa đưa sữa đậu nành bánh bao cho mẹ trần thì cửa phòng cấp cứu mở ra bước chân loạn xạ bác sĩ y tá đang đẩy xe đi ra mọi người lập tức im lặng tràn lên trên chiếc giường đẩy ông cụ đang đắp tấm chăn mỏng chỉ có khuôn mặt lộ ra bên ngoài sắc mặt vàng vọt nhắm mắt không có chút sức sống y tá trẻ ở bên cạnh đang cầm túi truyền dịch cho ông đưa ông thẳng đến phòng bệnh mẹ Trần đỏ mắt cùng đi theo xe đến phòng bệnh, để Trần Nham và cậu ở lại hỏi tình hình. Bác sĩ hơn nửa đêm bận rộn hai tiếng, thể xác và tinh thần cũng đã mỏi mệt, không tận tâm suy nghĩ cách diễn đạt gì, giọng nói hơi trầm, ông cụ của gia đình may mà đưa đến kịp thời. Ảnh hưởng của cú ngã này với ông ấy không nhẹ, hai điểm xuất huyết mới tăng thêm đều là vị trí quan trọng nhất. Cụ thể như thế nào thì phải đợi sau khi chuyên gia của chúng tôi hội chẩn, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý trước đi cậu trần nham muốn hỏi thêm mấy câu nhưng bác sĩ chỉ nói sau khi chuyên gia hội chẩn sẽ quyết định phương án điều trị gia đình đi đến phòng bệnh trước đi tai nạn đột nhiên xảy ra lần này của ông cụ bởi vì đã có kinh nghiệm trước đó nên người nhà trần nham không hoảng hốt lo sợ như lần trước lần trước ông ngoại trần nham tìm được đường sống trong chỗ chết mất hơn nửa khả năng tự lo cho bản thân khó khăn lắm mới hồi phục được đến mức có thể tự đi đứng ăn cơm cú ngã này cho dù cứu ông lại được thì những nỗ lực trước đó cũng coi như giả tràng xe cát. Giờ phút này, ngoại trừ lo nghĩ, âu lo ra, thì họ còn cảm nhận được sự vô lực và chán nản sâu sắc. Dường như trong cuộc sống luôn có vô số hố trũng, nhảy qua cái này vẫn còn cái khác, vĩnh viễn nhảy không hết. Nhảy đến phía sau, chân ta đã mềm nhũng, thế nên có lòng mà không đủ sức. Về đến phòng bệnh, ăn sáng qua loa, mọi người phân công đơn giản. Cậu Trần Nham về nhà đón bà ngoại Trần Nham, nhân tiện mang một ít đồ dùng hàng ngày đến chuẩn bị trường kỳ kháng chiến tôn bằng đưa trần nham đến cơ quan xin nghỉ phép cùng đưa tôn phi đi làm xong rồi lại sang đang là giờ làm việc cổng đài truyền hình xe đến xe đi lần lượt có người trên cổ đeo thẻ công tác xách đồ ăn sáng đi vào trong tôn bằng đứng bên cạnh xe mô tô vừa chờ trần nham vừa gọi điện thoại cho cường tử muốn bảo anh ta hôm nay đến giúp trong quán một chút điện thoại mãi không thông cuối cùng anh nói một tiếng với nhân viên phục vụ trong quán khi vội vội vàng vàng cùng trần nham về đến nhà tôn phi vừa thức đang một mình lóng ngóng mặc quần áo tôn bằng giúp anh ta mặc quần áo gọn gàng xong cho anh ta ăn bánh tráng trứng mua dọc đường rồi đưa anh ta đến thẳng thư viện cả buổi sáng ông cụ đều không tỉnh buổi trưa trần nham chịu đựng cả đêm đưa mẹ trần về nghỉ ngơi dưỡng sức trước để hai người đàn ông ở lại đó trong đến nhà Trần Nham tắm xong vừa đi ra liền nghe được tiếng khóc bi thương. Mẹ Trần vùi mình trên sofa, bờ vai run run, dùng khăn giấy che mắt, khóc hu hu. Nhiều năm lắm rồi, cô chưa thấy mẹ cô khóc không kềm chế như vậy bao giờ. Mẹ con liền tâm, tóc Trần Nham vẫn đang nhỏ nước, cô đờ đẫn ngồi xuống bên bàn ăn, đôi mắt cũng từ từ đỏ hoe. Cô gắng sức để giọng nói của mình bình tĩnh, mẹ, bây giờ ông vẫn đang nằm yên ổn trong bệnh viện, mẹ khóc ra thế này thì không tốt cho ông ngoại đâu cậu của con buổi sáng nói với mẹ hai ngày này sẽ đi xem mộ mua trước cho ông bà để phòng lỡ như mẹ trần đang thúc thích yên lặng lại nhưng nỗi bi thương lớn hơn lại dâng lên trong lòng rung giọng nói mẹ làm con gái nhưng cả đời này cũng không cho hai người già sống một ngày sung sướng bây giờ con khó khăn lắm mới ra ngoài rốt cuộc sống tốt hơn một chút mẹ chỉ có một người bố như vậy cũng chưa từng làm chuyện gì thất đức sao lại không thể để mẹ săn sóc ông thêm mấy năm, để ông sống sung sướng hơn chút nữa chứ? Trần Nham bỗng ý thức được, trong cuộc sống của gia đình bình thường mà phức tạp này, cô chưa bao giờ nghiêm túc cảm nhận và xem xét đến thế giới nội tâm của mẹ. Bà không những là một người phụ nữ trung niên 50 tuổi, mà bà cũng là con gái của người khác, là đứa con sợ sệt mất đi cha mẹ. Trần Nham yên lặng, từng giọt nước mắt lăn xuống theo gò má, mẹ, mẹ đừng nói nữa sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi Trần Nham và mẹ Trần rời khỏi bệnh viện, trong phòng bệnh yên tĩnh, Tôn Bằng bất ngờ nhận được điện thoại của anh Khuê ở hội quán Sanda. Vừa nghe đến tên Khổng Trân, anh sửng sốt một chút. Anh Khuê hỏi anh có còn đang tìm cô ấy hay không, Tôn Bằng hỏi có phải là có tin tức của cô ấy không. Lúc này anh Khuê mới nói, buổi sáng thấy cô ấy ở hội quán, đến đòi tiền lương lúc trước chưa thanh toán hết. Bên tài vụ nói qua loa mấy câu, không muốn đưa, nói phải hỏi ý kiến ông chủ, bảo cô ấy để lại số điện thoại liên lạc với cô ấy sau. Sau khi cúp máy, anh khuê nhắn số của khổng trân vào di động tôn bằng. Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, tôn bằng bấm điện thoại. y tá trẻ đẩy xe tới, anh nhiên người tránh một chút. Sau khi reo hai tiếng, truyền đến câu số máy quý khách gọi hiện đang bận, rõ ràng là bị cô ấy cố tình bấm tắt. nhìn số điện thoại lạ này, tôn bằng suy nghĩ lại gọi một cú điện thoại cho cường tử. Không ai nhận máy. Lúc sập tối, Trần Nham trở lại bệnh viện, giữa chừng ông cụ đã tỉnh lại. Tỉnh khoảng 10 phút rồi lại ngủ. Bác sĩ tới xem, nói huyết áp vẫn hơi cao, đã dùng thuốc mạnh nhất nhưng vẫn không hạ xuống được. Tôn bằng bận biểu một ngày một đêm không ngủ, tia máu văng trong mắt, tối nay còn khăng khăng đòi trực đêm. Trần Nham thấy mà đau lòng, suy nghĩ, bảo anh về nghỉ ngơi rồi lại sang. Tôn bằng xuống dưới mua mấy phần thức ăn nhanh, thu xếp ổn thỏa cho Trần Nham bọn họ rồi đi trước. Trên đường lái xe về, nghĩ đến Cường Tử, Tôn bằng không hiểu sao có chút bất an. Chỗ một cục đèn giao thông, xe quẹo một cái, chuyển sang hướng khác. Tiếng động cơ mô tô rầm rầm đột nhiên dừng lại trong con hẻm nhỏ, phanh xe lại. Tôn bằng chống chân xuống đất, dừng xe ngoài cửa. Gần đó có chó sủa điên cuồng, mò mẫm đi vào trong con hẻm một đoạn anh tìm được chỗ ở của cường tử. Vào sân, trong mấy căn phòng nhỏ đều đang sáng đèn, anh đi đến căn trong cùng, tới gõ cửa. Không có động tĩnh, anh lại gõ nữa. Mấy giây sau khi tiếng gõ cửa lần thứ hai dừng lại, trong giây lát anh giơ tay lên lần nữa, bên trong truyền ra một giọng nói không kiên nhẫn. Ai đó? Bàn tay gõ cửa cứng lại giữa không trung, tôn bằng ngơ ngẩn cả người. Chương 47, 780 ngàn tệ một tương đương khoảng 2, 5 tỷ đồng. Đến hơn 11 giờ tối, Tôn Bằng mới quay lại. Phòng bệnh đã tắt đèn từ lâu, một chiếc giường xếp nhỏ mở kê sát tường, Trần Nham đang co chân ngồi trên đó chơi di động. Bệnh nhân giường bên cạnh đã tìm hộ lý của bệnh viện trực đêm, hộ lý đã nằm ngáy trên chiếc giường nhỏ khác. Sau khi đi vào, Tôn Bằng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô ngước mắt nhìn về phía cửa, ánh huỳnh quang của di động hắt lên khuôn mặt dịu dàng. Máy theo dõi ở cuối giường đang bật, lóe đèn. Tôn Bằng khẽ bước đến bên giường bệnh, nhìn ông cụ đang ngủ say. Mí mắt khép hờ của ông cụ đang che phủ đôi mắt, mũi cắm ống dẫn. Túi truyền dịch dựng thẳng bên cạnh chậm rãi vận chuyển thuốc nước vào thân thể ông. Nhìn một hồi, anh đến bên cạnh cô ngồi xuống. Màn hình di động tối lại, trong phòng chỉ còn chấm sáng của máy móc điều trị, lửng lờ cô độc trong bóng đêm. Thế nào rồi? anh khẽ hỏi cô trần nham lắc đầu buổi tối mấy bác sĩ trưởng của các khoa khác nhau đều đến xem qua tình hình rất tệ tệ đến mức người nhà không có tinh thần và thể lực lo lắng rầu rĩ nữa họ cần tốn nhiều tâm tư hơn vào việc tan sự tiếp theo bàn tay anh vuốt nhẹ mặt cô vẻ dịu dàng trong mắt anh lấy chăn xuống em ngủ một lúc nhé cô lắc đầu buổi trưa ngủ rồi cứ ngồi đi hộ lý của giường bên cạnh trở mình tiếng ngáy ngừng lại xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường trên người anh dường như có mùi hương khiến cô an lòng cô không kìm được nghiêng người ngã vào vai anh tôn bằng lấy di động của cô ra nắm tay cô dịch về sau một chút dựa lưng vào bức tường cứng lạnh lẽo chống đỡ thân thể ông lấy cô để cho cô dựa vào mình thoải mái hơn không khí hòa lẫn mùi thuốc trong căn phòng gió thổi không lọc bao quanh họ hít vào thở ra lặp đi lặp lại càng thêm ngột ngạt hỗn loạn nhìn chăm chăm giường bệnh trong bóng tối một hồi, Trần nhằm nhắm mắt lại. Trong bóng đêm thêm sâu, những quá khứ mơ hồ đắm chìm trong dòng sông thời gian cũng lặng lẽ nổi lên, lấp lánh, chảy xuôi trên mặt nước vào buổi đêm tĩnh lặng. Mười mấy năm qua, những điều tốt tốt xấu xấu, khoảng cách và ngăn trở giữa ông cháu, đều như được dòng nước dội rửa đi, chỉ còn lại chút gì đó hiền hòa không sao nắm bắt được. Cô chợt mở mắt ra, tự như nhìn thấy mảnh da các quan, hai, đang tan biến hai tương truyền các quan là thú thần lông da làm áo xuống nước không bao giờ bị chìm vào lửa không bao giờ bị cháy ví với những thứ quý giá hơi thở lúc nông lúc sâu lướt qua da anh cô cọ cọ vùi hết khuôn mặt mình vào cổ anh tôn bằng cử động một cái dùng tay khẽ vỗ vai cô có nhịp điệu sự an ủi không lời hai ngày sau ông ngoại trần nham qua đời thời khắc cuối cùng bác sĩ đẩy ông từ phòng cấp cứu về phòng bệnh người nhà họ trần cùng vây quanh bên giường ông, nắm tay ông than khóc. Ông đã không thể nào thốt ra tiếng, chỉ dùng một đôi mắt hỗn động nhìn người trước giường một lượt, cuối cùng yên lặng trút hơi thở, không để lại một lời. Ông ngoại trần nham gần 80 tuổi, cũng coi như là hỷ tan. Linh đường đặt trong nhà, tan sự do một tay cậu trần nham lo liệu. Hãy có họ hàng và bạn bè thân quen đến nhà phúng điếu, nhớ lại chuyện trước đây của ông cụ thì mẹ Trần luôn khóc nức nở đến sưng đỏ mắt. Mấy ngày nay, Tôn Bằng chỉ đi đến quán một chuyến vào mỗi buổi trưa để lấy cơm, thời gian còn lại đều giúp đỡ lo liệu tan sự ở nhà Trần Nham, y hệt dáng dấp của một đứa con rể. Họ hàng bạn bè hỏi thân phận của anh, mẹ Trần đều thản nhiên thầm thừa nhận. Thế nhưng, ngày cuối cùng của bảy ngày đầu tiên, gia đình Trần Nham làm cơm mời họ hàng đến ăn, anh lại không xuất hiện. Khi Trần Nham gọi điện thoại dục anh, anh vẫn đang ở trên tòa. Trên tòa, Trương Cường và Khổng Trân ngồi đờ đẫn, trong đầu ù ù, luật sư hai bên nói gì cũng mù mờ. Chỉ chờ thẩm phán lạnh lùng ngồi phía trên ra phán quyết cuối cùng. 30 Tết, khi bông tuyết bay lững lờ dưới quê Tôn Bằng, ở thành phố này đây, một cơn mưa mùa đông lạnh lẽo thấu xương đang đổ xuống. Ngày hôm ấy, Cường tử ngồi trong quán cả buổi trưa cũng không có lấy một người khách. Trên đường phố bên ngoài, bọn trẻ con tụ chung một chỗ đốt pháo, có một nhà ba người sách quà cười nói đi chúc Tết họ hàng bạn bè. Lưng chừng chỗ đầu con hẻm là biểu ngữ tổ dân phố mới treo lên hai ngày trước, trên đó viết năm mới vui vẻ cả nhà hạnh phúc. Chữ cả, anh không quen lắm, nhưng nghe người ta nói nhiều, nên anh theo bản năng đọc là he. Gió thổi đến, tấm vải màu đỏ thẫm bị cuốn lên một nửa, rồi lại chợt mở ra, rồi lại bị cuốn lên anh tự như có thể nghe được tấm vải ấy kêu phành phạch trong gió. Trong chốc lát, có giọt mưa trên cửa kính. Khi khổng trân nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đang nằm trên giường chơi di động. Cô khép chiếc áo ngủ dài đến bắp chân lại, lười biến xuống giường đi mở cửa. Ngoài cửa, cường tử xách mấy cái túi ni trên tay, nước mưa dính trên tóc. Anh đón xe tới đây, xuống xe không còn tay cầm ô nên chạy một mạch tới những giọt nước mưa bay chết ấy thấm vào chiếc áo màu sậm của anh, để lại chấm lốm đốm loang lỗ. Anh cười cười với cô, ăn cơm trưa chưa? Sửng sốt hai giây, cô ngửi được mùi thơm dầu mỡ của thức ăn. Khi tất cả mọi người trong thành phố này đang sung vầy, ba giờ chiều, đôi nam nữ ở nơi đất khách quê người này im lặng ngồi bên bàn ăn, ăn uống, ăn mấy món ăn nóng đầy dầu mỡ, bản thân mình cũng không biết coi là bữa trưa hay bữa tối. Hai tiếng sau, trong căn phòng ấm áp này họ trò chuyện như trước kia vẻ mặt thoải mái mà vui vẻ giống hệt như trước đây khi vừa mới quen kể chuyện lúc nhỏ kể chuyện của quê mình nói đến chỗ buồn cười thì cùng nhìn cười cường tử thỉnh thoảng đập đập đôi đũa trên bàn một loạt tiếng gõ cửa khác thường làm cho buổi trò chuyện vui vẻ lâu lắm rồi mới có này kết thúc trước khi mở cửa khổng trân nhìn cường tử một cái mang theo mấy phần chột dạ mấy dây sải bước đi mở cửa cô nhanh chóng suy nghĩ một vài cách diễn đạt. Thế nhưng cửa vừa mở ra, cô lại vô cùng kinh ngạc. Ngoài cửa là ba người phụ nữ cô không quen đang nhìn chồng chọc. Sau khi nhìn thấy mặt khổng trân, cảm xúc của người phụ nữ dẫn đầu thoáng chốc bùng phát, như thú dữ sổng chuồng, nhào tới túng tóc cô, miệng mắng đồ đê tiện, đồ đê, đủ mọi lời bẩn thiểu, bàn tay vặn vẹo tác mặt cô. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, từ đầu đến cuối cũng chỉ hai, ba giây. Cương tử gần như bật dậy từ trên ghế, đi tới bảo vệ khổng trân. Hai người phụ nữ đi chung với người phụ nữ kia cùng xông lên la lớn, muốn chết rồi mà. Còn giấu một thằng trong nhà nữa à, đồ đê không biết xấu hổ. Bên ngoài, mưa ào ào càng ngày càng lớn, vô tình gột rửa vui mừng một năm một lần của nhân gian. Ba người phụ nữ như phát điên kéo xé đôi nam nữ này, kéo từ ngoài cửa đến phòng khách, quậy phòng khách trời lông đất lở, dưới đất bừa bộn. Cuối cùng, hàng xóm báo cảnh sát. Âm ý đến đồn cảnh sát thì Khổng Trân mới biết, người đến là vợ của người đàn ông kia. Căn nhà cô ở vẫn do vợ ông ta đứng tên, chẳng qua là luôn để mặt ông ta cho thuê bên ngoài. Ba mươi Tết vợ mình gây ra vụ bê bối như vậy, người đàn ông mất hết thể diện, đội mưa vội vã chạy đến đồn cảnh sát, trước mặt bạn bè thân thích, ông ta ước đẫm nửa người không nhìn Khổng Trân lấy một cái, chỉ khi cảnh sát hỏi thì mới liếc nhìn về phía cường tử cảnh sát trực ban nhìn mưa vẫn đang rơi bên ngoài trong lòng nôn nóng về nhà ăn bữa cơm đoàn viên không có cảm tình gì với đám nam nữ quan hệ lung tung này hỏi hai bên nói thế nào có muốn đến bệnh viện khám không hay là cứ hòa giải như vậy bà vợ người đàn ông tóc tai bù xù đứng bật dậy trong tay cầm mấy đoạn vòng ngọc vỡ nói bệnh viện kiểm tra để sang một bên trước đi bọn nó làm vỡ vòng tay của tôi tôi muốn bồi thường khổng trân vẫn đang mặc đồ ngủ quần áo xốc xếch hất mặt mẹ nó bà ăn nói vớ vẩn tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra toàn thân đầu tôi đau lắm cảnh sát làm người hòa giải tất cả ngồi xuống ngồi xuống đi hỏng như thế nào cảnh sát hỏi người phụ nữ bọn nó đẩy tôi lên bàn tay tôi đập một cái thì đụng phải người phụ nữ khoa tay múa chân nhìn về phía người đi theo mình họ nhìn thấy hết có thể làm chứng cương tử rướng cổ về phía bà ta bà tới cửa đánh người mà bà còn lý lẽ à tao tới cửa tao tới cửa nhà tao thì sao đó là nhà của tao tụi bay ở trong đó làm gì hả tao còn muốn kiện tụi bay lén xông vào nhà dân nữa kìa đồ ăn cướp đồ mèo mã gà đồng không biết xấu hổ người đàn bà càng nói càng hăng nghĩ đến cái gì thì mắng cái đó cảnh sát khiển trách một tiếng là cái gì nói nhỏ một chút đi hòa giải thêm nửa ngày có một điểm không thể nghi ngờ chiếc vòng tay này thật sự là bị làm vỡ khi đang đánh nhau cảnh sát trẻ nhìn mấy đoạn ngọc vỡ trên bàn trách nhiệm của tình huống này không nằm ở một bên hai bên bồi thường đi con này dụ dỗ chồng tôi tôi không đánh chết nó là hời cho nó rồi người như vậy mà cảnh sát mấy anh không bắt ư ở trong nhà tôi làm vỡ đồ của tôi bọn nó chịu trách nhiệm hết cảnh sát lười nói với bà ta chúng tôi không quản lý được chuyện nhà của ông bà mấy người xông lên lầu ra tay trước thì chính là phía sai nhất định phải tự chịu một nửa không đồng ý thì lên tòa mà quậy được chứ người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi đánh người là phạm pháp phá hoại gia đình người khác thì không phạm pháp sao cái thứ tôi đánh là cái thứ đê tiện lần sau tôi vẫn thấy một lần đánh một lần có gan thì nói thêm một câu nữa đi mụ khòm già mãi không chết khổng trân đáp trả được rồi, được rồi, cảnh sát thấy lại sắp mắng chửi nhau, nhìn hướng cường tử và khổng trân, giọng điệu khinh thường, hai người đừng nhiều lời nữa. Đồ của người ta hỏng rồi, hai người cũng đừng có nghĩ phủi mông chạy mất, hai người chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm. Cái vòng này bao nhiêu tiền? Trong câu hỏi hời hợt của cảnh sát, mọi người nghe được một con số kinh thiên. 780.000 tệ. Dây đầu tiên nghe được con số này, ngay cả cảnh sát cũng cảm thấy viễn vông một cái vòng tay không biết thật giả đòi 780.000 tệ, sao có thể được. Nhưng nửa tiếng sau, bạn thân của người phụ nữ mang hóa đơn tới. Vàng có giá ngọc vô giá. Hóa đơn được viết ở một tiệm bán đồ cổ ở Vân Nam, phía trên là chữ viết màu xanh nhạt, cột dưới cùng mở đầu chính là bốn chữ viết lớn 780.000 tệ, một chuỗi số trồng bay phượng múa phía sau có vẻ không đáng để ý đến thế. Hai cảnh sát trẻ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, không khí trong phòng dừng lại, ngoài cửa sổ tiếng mưa rả rích. Sắc mặt khổng trân bình tĩnh, cô nhìn từ đầu đến cuối không nói qua một câu, nói với người đàn ông ngồi ở góc tường, quý tiểu binh, mẹ nó ông nói chuyện đi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói một cách lạnh nhạt mà từ tốn. Muốn tôi nói gì, nghe cảnh sát hết đi. Phẫn uất và sợ hãi ập tới đầy trời kín đất như thủy triều, khổng trân đứng bật dậy, xông về phía ông ta cô bị cường tử kéo lại giữa đường mặt đỏ bừng lên người đàn ông vốn đã nhanh chóng đứng lên định tránh thấy cường tử giữ cô lại thì hoàn toàn trở mặt nhân tiện tỏ rõ thái độ với người nhà làm gì đó cái thứ đê tiện ăn cây táo rào cây sung còn la lối khóc lóc ở đây à cường tử liều mạng lôi khổng trân cắn răng đỏ mắt nói với người đàn ông đồ chó chết ông nói thêm một câu nữa đi dàn xếp mãi cho đến tối hòa giải thất bại hoàn toàn Đối phương mời luật sư rất nhanh, một tờ đơn kiện, kiện trương cường và khổng trân ra tòa, yêu cầu bồi thường đủ mọi chi phí như tổn thất tinh thần và phí tăng tỷ giá của vòng ngọc, tổng cộng 820.000 tệ. Giấy triệu tập của tòa đưa thẳng đến chỗ ở của cường tử. Khổng trân tưởng họ kiện một mình cô, nhưng ai ngờ, kiện cả hai người họ. Lần trước khổng trân đến công ty của người đàn ông gây sự một lần, rốt cuộc xác định, cuộc đời cô hoàn toàn bắt đầu một cơn ác mộng. Nói cho cùng, cô chỉ là một cô gái trẻ ngoài 20 ngoài cứng trong mềm, khi bi kịch của số phận thật sự ập đến, cô, người không hề có kinh nghiệm cuộc sống, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Đêm tôn bằng tìm đến, Khổng Trân đang thu dọn đồ đạc trong nhà cường tử. Họ đã mua xong hết vé xe, định sáng sớm là đi ngay, đến thành phố phía bắc bắt đầu lại từ đầu. 8 giờ tối, cường tử vừa mở cửa đi vào, không ngờ lại nhìn thấy tôn bằng áo khoác cởi để trên bàn, tôn bằng mặc chiếc áo mỏng, sầm mặt ngồi trên sofa, trên tay là giấy triệu tập của tòa. Khổng Trân ngồi ở mép giường, không nói một lời, mặt đầy vệt nước mắt. Dưới ánh mắt chăm chăm của tôn bằng, cường tử sửng sốt vài giây, đi vào như không có gì xảy ra, để cơm tối vừa mua xuống, nhìn anh, sao anh đến đây vậy? Tôn bằng nhìn anh ta, giọng nói rất lạnh nhạt, cường tử, chuyện này không thể làm như vậy. Cường tử cởi áo khoác, không nhìn anh, chuyện gì cơ? Tôn Bằng đứng lên, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng có, cậu muốn dẫn cô ấy đi đâu? Cả đời gánh nợ trốn chui trốn nhủi sống qua ngày ư? Trương Cường, đầu óc cậu tỉnh táo lại cho anh. Một sự phẫn nộ vô hình xông lên, Cường tử quay người lại, anh ta thấp hơn Tôn Bằng một cái đầu, hất mặt hung hăng nhìn anh chầm chầm, được. Vậy anh nói đi. Anh nói làm như thế nào? Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng củ nát này, tạo ra bóng râm trên người từng người. Cương tử cắn răng hàm, gắt gao nhìn đôi mắt tôn bằng, chợt vung tay chỉ về phía khổng trân trên giường. Anh nhìn cô ấy thử xem, năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Sang năm cô ấy 23 tuổi, anh hỏi cô ấy xem, cô ấy lớn như vậy mà có ai dạy cho cô ấy tốt xấu bao giờ không? Có ai không? Anh bỏ mặt cô ấy, em bỏ mặt cô ấy trơ mắt nhìn cô ấy đi lầm đường cũng không kéo lại nước mắt của người đàn ông không chịu nghe sai khiến mà tràn mi anh ta quẹt mạnh đi sự hung ác quay lại trong mắt ngay cả chúng ta cũng mặc kệ thì còn ai có thể quan tâm đến sống chết của cô ấy hay là cô ấy trời sinh số khổ anh xem anh xem thử cái thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu cô ấy có người nuôi nhưng không có người dạy sinh ra ở nơi xó xỉnh lộn xộn tối tăm ông ấp hy vọng xa vời thoát khỏi số phận mà đến đô thị phồn hoa này ngoài một thân thể của tuổi trẻ ra thì cái gì cũng không có cái gì cũng không thể là ai khiến họ nếm đủ ấm lạnh của nhân gian trải qua hết bất công của thế gian là ai rải vụn bánh mì thoa đầy cám dỗ về phía họ lần này đến lần khác chờ nhìn họ tranh nhau nhảy vào lao tù ham muốn hưởng thụ vật chất làm hết trò cười cùng một mặt trời trên đỉnh đầu ai sinh ra đã cao quý hơn họ mà dựa vào cái gì mà cao quý hơn họ trong binh đao tranh chấp giữa họ trong không khí yên lặng như chết chỉ có khổng trân đang khóc hai tay cô bụng mặt mình cô chỉ cảm thấy lời của cường tử như một cây búa mỗi một chữ đều nện thẳng vào lòng cô nỗi đau ấy như muốn nuốt lấy cô xé nát cô trong nỗi đau đớn không cách nào chịu đựng cô lao xuống giường muốn tông cửa xông ra cường tử phản ứng lại chặn ngay cửa cánh cửa vang rầm một tiếng khổng trân không còn đường nào để trốn, cuối cùng chống đầu vào cửa, nức nở không thành tiếng. Cường tử và tôn bằng vẫn giữ tư thế cứng nhắc trong yên lặng, không nói được một lời. Một cánh cửa gỗ, ngăn cách ba người họ với thế giới bên ngoài. Dặn co rất lâu, tôn bằng nói, cường tử, cậu ra ngoài trước đi, anh có lời muốn nói với trân trân. Cường tử giữ bên cửa, đỏ mắt, không nhúc nhích. Khổng trân yên tĩnh lại, bình ổn cảm xúc, giọng khàn khàn khẽ gọi một tiếng, anh cường tử. Chậm chạp một chút, cường tử ngoan cố, nhưng vẫn kéo cửa ra, đi ra ngoài không quay đầu lại. Hàng xóm đã sớm có người nghe được tiếng động ồn ào, ra đây chờ xem náo nhiệt. Chỗ góc sân tối âm, hai người phụ nữ trung niên thấy cường tử đột nhiên sải bước đi ra, vừa định rướng cổ nhìn vào trong, cánh cửa đó liền đóng lại trong nháy mắt. Khổng Trân bình tĩnh lại, nước mắt giàn dụa, trên mu bàn tay toàn là nước tôn bằng đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn đi ra ngồi xuống lau mặt đi anh nhìn cô chăm chú cảnh tượng thế này không phải là lần đầu tiên xuất hiện lần trước cô khóc là hôm tôn phi đi lạc trong lòng nặng trĩu tôn bằng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ quay sang nhìn cô giọng nói kềm chế trân trân cường tử nói đúng nếu bọn anh chu đáo thêm một chút chú ý em thêm một chút thì em sẽ không đi lầm đường nhưng anh biết em luôn là một cô gái tốt chuyện cho đến ngày hôm nay anh vẫn bằng lòng cho cô một câu đồng ý trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại bởi vì lời nói của anh mà vừa chua xót vừa đau đớn lần nữa cô dùng khăn che mắt từng giọt nước mắt thấm vào chiếc khăn ấm im lặng lắc đầu anh nhìn đỉnh đầu cô giọng nói mềm mỏng nhưng cương quyết nhưng bây giờ không thể đã sai lại thêm sai nữa bây giờ em và cường tử chạy trốn tuy là không sao nữa nhưng cường tử còn một người bà dưới quê nhà em vẫn còn em trai em gái, em vẫn đang chu cấp cho em gái đi học, sau này hai đứa làm thế nào? Chúng ta đều không hiểu pháp luật, chuyện này rốt cuộc cuối cùng sẽ như thế nào thì trong lòng anh cũng không chắc. Nhưng bất luận kết quả ra sao thì anh đều sẽ gánh vác cùng em và cường tử. Đi lầm không sao cả, từ trước đến nay không có con đường nào không quay lại được. Cho nên, Trân Trân, em cũng giúp anh một lần, giúp anh khuyên nhủ Trương Cường. Khổng Trân bi thương gục xuống bàn, cả người run rẩy, trong cổ họng là tiếng khóc nức nở không kềm chế được. Cô rất muốn nói, nhưng cổ họng lại bị tiếng nức nở chặn lại, không phát ra được một chữ. Trong tiếng khóc đè nén của cô, Tôn Bằng ngập ngừng đưa tay ra, khẽ vuốt tóc cô, khóc đi, khóc ra là được rồi. Chương 48 tánh Đèn Trong bữa cơm, mấy người họ hàng xa đã gặp Tôn Bằng mấy ngày nay hỏi Trần Nham, tiểu Tôn đâu? Điện thoại mãi không có ai bắt máy, trần nham nói qua loa lấy lệ anh ấy có chút việc ạ à, chúng ta ăn trước đi trên bàn cơm mọi người trò chuyện cũng không ngoài mấy chuyện nhà cửa trần nham không nghe lọt tai mấy câu chỉ có trưởng bối nói chuyện với cô thì cô mới đáp lời ăn cơm xong trên đường về mẹ trần xách mấy gói đồ ăn thừa có hơi không vừa lòng hôm nay cậu ta có chuyện gì trong quán có chút việc ạ à. có chuyện gì đi nữa thì mấy dịp thế này cũng nên đến một lát chứ Bao nhiêu trưởng bối trong nhà có mặt thế mà. Tối nay con gọi cậu ta về ăn cơm, để mẹ nói chuyện với cậu ta. Trần Nham nhìn mẹ Trần mấy ngày nay gầy đi, miễn cưỡng nhất khóe môi, vâng, mẹ nói anh ấy cũng tốt ạ. À. Mẹ Trần nhìn cô, lúc này mới lúc nào mà con đã không trị nổi nó rồi. Mẹ Trần ngoài miệng nói phải trị anh, nhưng buổi tối tôn bằng đến thật thì bà lại như chẳng có chuyện gì, ăn cơm xong còn ngâm cốc trà nóng cho anh, kêu anh ngồi xuống xem tivi trần nham ở trong phòng đã nói với bà ngoại mấy câu đang giúp mẹ trần dọn chén đũa vào bếp mẹ trần nhìn ra ngoài một cái hạ thấp giọng con nhìn cái quần thâm của cậu ta kìa nếu mẹ là mẹ cậu ta thì cũng đau lòng khoảng thời gian này chuyện của ông ngoại con cũng nhờ có cậu ấy giúp con kêu cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi nghe lời mẹ trần trần nham lặng lẽ dừng tay đưa ánh mắt về phía phòng khách tôn bằng đưa lưng về phía nhà bếp ngồi bên bàn ăn xem tivi mấy ngày trước trong nhà người đến người đi, trong không khí tràn ngập mùi chán nản của nước mắt, nhang đèn, sự bi ai và an ủi khiến người ta mệt mỏi chán ghét. Hôm nay nhang đèn, chậu thang đã dọn sạch, bỗng nhiên lại có vẻ hơi trống trải và lạnh lẽo. Ánh đèn vàng đục rơi xuống đều đặn, trong căn phòng nho nhỏ này chỉ còn lại hai người họ. Ánh mắt chuyển dời, vượt qua anh, nhìn về phía bức ảnh trắng đen treo ở chính giữa, trong lòng vô cùng buồn bã. Tôn Bằng cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm, anh quay đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt Trần Nham. Bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau, cô lau khô tay, đi ra khỏi bếp. Hôm nay còn ngủ ở đây với mẹ em không? Anh hỏi. Trần Nham lắc đầu. Vậy lát nữa đưa em về. Ổn cả rồi, đi thôi. Gió thổi vù vù, ánh đèn nê ông tranh nhau khoe sắc, tiếng người và dòng xe chạy, đường phố trong đêm là một thế giới mê ly khác. Trần Nham đội mũ bảo hiểm dựa vào lưng tôn bằng, mọi thứ quét qua trước mắt tự như cách cô rất xa, không có quan hệ gì với cô. Chỉ khi cơn gió mạnh thổi qua, cô mới cảm nhận được sự lạnh giá xuyên qua thân thể đặc biệt chân thật kia. Xe dừng dưới lầu, cô không nhúc nhích, cho đến tận khi bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cô. Cô xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, nhìn tôn bằng chống xe xong. Anh định giúp họ như thế nào? Suốt cả đường về không nói gì, đột nhiên lên tiếng, giọng cô bình tĩnh mà khẽ khan. Anh khựng lại, trong ánh sáng âm u, anh xoay người nhìn khuôn mặt cô. Trên tòa, luật sư đại diện của đối phương mở chiếc vòng ngọc bị đập vỡ của người phụ nữ ra, lấy các bằng chứng như lời khai của nhân chứng có mặt, giấy giám định châu báu. Thông qua tất cả bằng chứng xác định, chiếc vòng ngọc đó đúng là mua ở một tiệm đồ cổ ở Vân Nam 3 năm trước, giá bán là hơn 780.000 tệ. Chiếc vòng ngọc này người phụ nữ thường không mang theo bên mình. Hôm 30 Tết, sáng sớm bà ta đặc biệt mang trên người để làm phụ kiện cho trang phục. Trước đó bà ta đã phát hiện chuyện chồng mình ăn vụng ở bên ngoài, đột nhiên được biết kẻ thứ ba trắng trận ở tại nhà mình, lập tức nổi trận lôi đình gọi hai người bạn thân tới, quên bản chiếc vòng ngọc có giá trị không nhỏ trên tay. Đương nhiên, cái từ có giá trị không nhỏ này chỉ là nói với người bình thường. Trương Cường và Khổng Trân không mời luật sư, cân nhắc đến việc họ là lao động nhập cư, nên tòa cung cấp sự trợ giúp pháp lý cho họ. Bởi vì vẫn còn dị nghị đối với giá của chiếc vòng ngọc, nên trước khi mở phiên tòa, luật sư trợ giúp pháp lý đã đề xuất xin làm giám định tư pháp cho họ. Công ty phụ trách giám định tư pháp do tòa chọn ngẫu nhiên để cho thấy rõ sự công bằng. Trên tòa, công ty thẩm định vật sưu tầm này đưa ra một phần tài liệu, giám định chất liệu làm nên chiếc vòng ngọc là ngọc bích bậc 2. Tính ra giá thị trường là 720.000, phần còn lại sau khi vỡ không có giá trị thương mại hay sưu tầm. Bên cạnh đó còn xác minh hóa đơn mua hàng 780.000 tệ mà nguyên đơn cung cấp thật sự hợp pháp. Sau khi hai bên biện luận trần thuật, tòa phán quyết, tranh chấp dân sự này vì nguyên đơn ra tay trước nên phải chịu trách nhiệm chủ yếu 70%. Bị đơn Khổng Trân, Trương Cường mỗi người chịu 15% trách nhiệm. Cuối cùng, cộng chung lại họ cần phải trả cho nguyên đơn tổn thất 260.000 tệ. Giải quyết dứt khoát, mọi việc kết thúc. 260.000 tệ. Rời tòa, Tôn Bằng, Trương Cường và Khổng Trân ở trong căn phòng trọ nhỏ tối tăm ngột ngạt cả buổi chiều, trơ mắt nhìn ánh mặt trời tối dần từng chút một sau rèm cửa sổ. Khi Trần Nham gọi cú điện thoại thứ ba là 5 giờ chiều, Tôn Bằng chần chiều một lúc, ra ngoài nhận máy. Cũng chính từ cú điện thoại này, Trần Nham nghe được đầu đuôi sự việc tôn bằng kể bằng giọng bình thường mà trầm ổn, không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng trái tim Trần Nham lại như đang chìm xuống dần từng chút một theo lời nói đầu bên kia của anh. Trước khi hoàn toàn chìm xuống đáy nước, cô hỏi, vậy bây giờ, anh định làm thế nào? Anh nói, anh không biết, nhưng chuyện của cường tử, anh không thể bỏ mặt được. Vào giờ phút này, ở dưới lầu, cô đang nhìn anh, hỏi, anh định giúp họ như thế nào? Họ không có nhiều tiền như vậy. Tôn Bằng đối diện với cô, khựng lại, căn nhà cũ mà bà nội cường tử đang ở bây giờ là của cậu ấy, nếu cứ phải bồi thường, thì cậu ấy cũng chỉ có căn nhà cũ đó thôi. Cho nên sao? Trần Nham khẽ hỏi, vậy anh thì có cái gì? Anh đi đâu tìm 260 ngàn giúp họ trả món nợ này? Yên lặng giây lát, Trần Nham nghe được một đáp án đáng sợ nhất trong lòng. Anh nói, anh nghĩ qua rồi, quả thực không được thì chuyển nhượng quán trước mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trần nham vẫn hít vào một hơi khí lạnh nhìn hư vô trong không khí cô hỏi yếu ớt tôn bằng em không hiểu tại sao chúng ta cứ phải đối đầu với toàn bộ hiện thực tại sao không thể nhượng bộ một lần né tránh một lần cô nhìn về phía anh cảm xúc phức tạp trong ánh mắt từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ dám phạm lỗi đến cả việc chép bài tập cũng không dám khi đi học em luôn là học sinh nghe lời nhất trong lớp sau này đi làm, từng phút từng giây em đều nhắc nhở bản thân mình, không thể sai, bởi vì chỉ cần sai thôi là sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Anh nói cho em biết, bây giờ tại sao chúng ta phải gánh chịu hậu quả cho sai lầm của người khác? Cô hơi dừng lại, lắc đầu, việc này không công bằng. Nhằm nham, cái gì là công bằng? Anh bình thản hỏi ngược lại. Tôn Bằng nhìn về phía cô, sự sắc bén lộ ra trong ánh mắt. Anh trai anh từ nhỏ đã bị người ta mắng là đồ ngốc, người nhà không đoái hoài gì đến anh ấy, người trong thôn bắt nạt anh ấy, mỗi lần anh đánh nhau vì anh ấy đều là cường tử xông lên đầu tiên. Anh dẫn theo Tôn Phi ở bên ngoài, em cho rằng một mình anh thật sự có thể sao? Nếu không phải là cậu ấy, thì anh đã không đi đến được ngày hôm nay. Em có từng nghĩ tại sao cậu ấy cam tâm tình nguyện đi theo anh, quen với anh hay không? Anh dừng lại, để thấp giọng nói không cách nào kềm chế vì Trương Cường chính là một nửa em trai của anh. Bây giờ cậu ấy gặp khó khăn, đừng nói là tiền, cho dù muốn mạng anh thì anh cũng sẽ không nháy mắt một cái. Đổi thành hôm nay là anh, em đi hỏi cậu ấy xem, cậu ấy sẽ làm như thế nào? Muốn anh bỏ mặt cậu ấy sao, nham nham, anh không làm được. Anh không làm được, Trần Nham bình tĩnh nhìn anh chầm chầm, sau khi anh bán tiệm thì chúng ta sẽ làm thế nào? Anh có từng nghĩ đến chưa? ánh mắt anh chán nản nham nham khi em quyết định ở bên anh anh cũng không có gì cả khi đó có thể vậy tại sao bây giờ lại không được anh nhìn cô mỗi một phần đau khổ trong mắt anh cô đều cảm nhận được như chính mình trải qua áp lực của anh những gánh vác của anh nỗi đau của anh trong lòng cô biết rõ mồn một có những lúc cô thậm chí rất muốn dịu dàng nắm tay anh kề vai chiến đấu cùng anh một lần nữa nhưng đêm nay quá tăm tối tầm tối đến mức cô không thấy rõ cả bản thân mình. Là ai vẫy lá cờ đạo đức trên không trung? Cô chỉ muốn kéo anh đứng tại chỗ, ở trong đêm tối này cùng nhau hèn nhát một lần. Trong gió trái tim yếu đuối dần cứng trắng trở lại, Trần Nham khẽ nghiêng mặt, nghe thấy giọng nói của mình lạnh lẽo bay ra từ trong lòng ngực, tôn bằng, anh biết rõ chuyện này không giống, đâu có ai càng sống càng quay đầu nhìn lại. Em có thể phấn đấu cùng anh, nhưng em sẽ không gánh chịu hậu quả xấu cho sai lầm của người khác trong gió rét vạt áo họ phát ra tiếng phần phật trần nham nhìn anh lần cuối để mũ bảo hiểm xuống xoay người đi về phía tòa nhà sau lưng sương mù trong thành phố như một lớp lụa mỏng bao phủ ban đêm đen nhánh trong từng căn nhà thấp bé bên cạnh ngọn đèn thắp sáng vô số cánh cửa sổ vuông nhỏ nhỏ bên trong tràn ngập ánh sáng dịu dàng vô số đêm bình thường tạm biệt anh cô cũng từng có ảo tưởng có một ngày ở thành phố không lớn này nhất định sẽ có một ngọn đèn thuộc về họ nhưng bây giờ cô cũng không dám ngẩng cả đầu bởi vì những thứ đó vĩnh viễn là ánh sáng nhìn thấy được nhưng không chạm đến được cô biết bóng lưng anh nhìn thấy lúc này là bóng lưng lạnh lùng mà vô tình nhưng hiện tại cô thật sự không có cách nào đối mặt với anh được nữa cô sợ thêm một giây nữa thôi cô sẽ khiến anh cũng khiến cho bản thân mình nhìn thấy mặt xấu xí ích kỷ nhát gan hèn yếu hơn của cô. Trong bước chân cô độc, cô rất muốn hỏi anh, vì em, vì chúng ta, tại sao anh cũng không thể ích kỷ hơn một chút? Trả lời cô là tiếng rừng rừng của mô tô đột nhiên vang lên sau lưng, chẳng mấy chốc đã biến mất. Đối với kết quả của phán quyết này, luật sư trợ giúp không ủng hộ họ kháng cáo. 30% trách nhiệm, anh ta cho rằng sau khi hết sức cân nhắc thân phận lao động nhập cư của họ, tòa án đã ra phán quyết bao gồm sự cảm thông nhất định hơn nữa trong ván cờ này thân phận người thứ ba của khổng trân không có lợi lắm nếu kháng cáo không những khả năng lớn không thay đổi được phán quyết ban đầu mà còn có thể tiêu tốn nhiều chi phí hơn suy nghĩ nhiều lần họ quyết định từ bỏ việc kháng cáo luật sư nhìn anh ta có lòng tốt nhắc nhở hãy mau bồi thường tiền đi nhận tội rồi thì chuyện này cũng coi như xong nếu bây giờ nhất thời không thể bỏ ra nổi số tiền này thì bước tiếp theo đối phương có thể sẽ xin cưỡng chế thi hành án cũng không nằm ngoài việc điều tra tài khoản ngân hàng tài sản cá nhân của hai người nói tóm lại chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi một tuần sau nhân viên cục thi hành án của tòa đến nhà thu thập các thông tin liên quan chính thức tiến hành trình tự cưỡng chế thi hành án để trút cơn giận sau khi tuyên án người phụ nữ đã tìm mấy tên du côn ngày nào cũng đến đi loanh quanh bên ngoài phòng trọ của trương cường chỉ cần trương cường và khổng trân bước ra cửa là bọn chúng sẽ đi theo như chó ghẻ nhưng không ra tay ngay cả chạy trốn bọn họ cũng trốn không thoát mấy năm nay toàn bộ tiền của khổng trân đều đưa cho bố mẹ ở nhà một mặt cho em trai em gái đi học một mặt để họ tiết kiệm của hồi môn cho mình cô chẳng biết mở miệng xin ai thứ gì trong mấy tháng đi theo người đàn ông kia tiền ông ta cho cô cô gửi một phần về nhà một phần tiêu xài phung phí ngoài mấy bộ quần áo hàng hiệu mấy món đồ trang sức nhỏ không bao nhiêu tiền ra, thì cũng không còn lại gì. Cuối cùng, cô và Cường tử cố lắm mới gom góp được không tới 60.000 tệ, còn thiếu trọn 200.000. Điều bọn họ không biết là, hai ngày trước, Tôn Bằng đã đến chỗ đại lý đăng ký cửa hàng, đồng thời dán thông báo chuyển nhượng trên cửa kính bên ngoài. Thứ tư, Trần Nham vừa phỏng vấn bên ngoài về, khi đi thang máy đụng phải phùng bối bối. Bối bối xuống cùng tầng với cô, kéo cô đến toilet, quán của tôn bằng sắp chuyển nhượng ư hôm nay cô ấy đi ngang qua đó với bạn không cẩn thận thấy được bản chuyển nhượng bên ngoài quán trong lòng vô cùng kinh ngạc vẻ mặt trần nham lại không kinh ngạc lắm cô chỉ thờ ơ hỏi vậy sao cô không biết ư quán của anh ấy liên quan gì đến tôi chứ nghe giọng nói này của trần nham bối bối biết đã xảy ra chuyện tan làm phùng bối bối cả dỗ cả gạt cả lôi cả kéo kéo trần nham đến nhà mình dưới chiếc đèn treo pha lê, Trần Nham ngồi trên sofa, hai tay bưng cốc nước, nhìn nước đang bốc hơi nóng trong cốc. Bối bối nghe đầu đuôi sự việc xong, kinh ngạc không thôi. Yên lặng rất lâu, bối bối trịnh trọng nói, nham nham, chuyện này cô không nên trách anh ấy. Người xuất thân như họ, rất nhiều người đều như vậy, bảo thủ cố chấp, có lẽ chúng ta không thể nào hiểu được đâu. Trần nham xoa cái cốc trong tay, tôi không phải trách anh ấy, tôi chỉ là không biết nên làm như thế nào thôi. Một tuần nay họ đều không liên lạc. Anh từng gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không nhận. Cô không biết nhận máy rồi có thể nói gì. Việc này giống như một ván cờ chết mà không ai có cách nào nhượng bộ. Phùng bối bối nhìn cô chầm chầm một hồi, lấy cái cốc thủy tinh trong tay cô xuống, kéo cô đi vào phòng, cô đi theo tôi. Phùng bối bối bật đèn, tìm được một cái chìa khóa trong ngăn kéo bàn trang điểm, mở cửa tủ, đẩy mấy bộ quần áo mùa đông ra, để lộ tủ bảo hiểm giấu trong tủ. Cô ấy vừa dùng chìa khóa mở tủ bảo hiểm vừa lẩm bẩm, có quê mùa không? Cái này bố tôi làm cho tôi, nói phải để ít tiền mặt trong nhà để phòng khi cần đến. Cô ấy lấy một túi giấy cờ rác trong đó ra, nhìn Trần Nham, đưa cho cô, trong này là 10.000 tệ, cho hai người mượn trước, nếu không đủ thì tôi hỏi Trình Đông Bình thử, không được thì bên kia tôi vẫn còn một khoản tiết kiệm định kỳ. Trần Nham ngước mắt nhìn Phùng Bối Bối, khi tình bạn này bắt đầu, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày họ trở nên thân thiết có thể dựa vào như vậy. Một dòng nước nhỏ ấm áp lướt qua trong lòng, cô mỉm cười nhưng lại lắc đầu. Bối Bối biết tính cách của cô, thở dài khẽ đến mức không thể nghe thấy, ngồi xuống cạnh cô, tôi luôn cảm thấy, chuyện mà tiền có thể giải quyết cũng không tính là chuyện lớn gì. Đừng khách sáo với tôi nữa, tôi cứu cấp không cứu nghèo, nhớ trả lại là được nhìn gương mặt bối bối lần đầu tiên trần nham sinh lòng hâm mộ cô ấy cô cảm thấy tiền không coi là chuyện lớn là bởi vì cô chưa từng thiếu tiền bối bối tôi sẽ không mượn tiền cô anh ấy càng sẽ không mượn con số như vậy không biết phải trả đến ngày nào tôi cũng không biết mình có khả năng trả hay không gia đình từ nhỏ đã mang nợ cô quá hiểu sự thay đổi một cách vô tri vô giác của tiền bạc đối với con người nó sẽ vô hình khiến cho hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của bạn trở nên nặng nề bao gồm tình bạn khiến người ta vô cùng quý trọng trước mắt này nhưng càng là thứ quý giá thì càng không thể sử dụng chỉ có thể cất giữ kỹ càng chỗ này có là gì chứ quán anh ấy không phải kinh doanh rất tốt sao sau này kiếm tiền rồi trả lại là được mà trần nham im lặng bầu không khí yên tĩnh lại bối bối từ từ nằm ngửa trên giường mở mắt nhìn trần nhà giọng nói êm ái có đôi khi, tôi thật không hiểu nổi cô. Rõ ràng là một người thông minh, cũng rõ ràng có đường tắt, nhưng cô lại cứ khăng khăng đi con đường cục nhất, làm bản thân mình mệt mỏi. Nhìn về phía bóng đêm sâu không thấy đáy ngoài cửa sổ, trong lòng Trần Nham vô cùng mờ mịt. Có đường tắt sao, tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy? Chương 49 ảnh chụp Sáng sớm hôm sau, Trần Nham đến phòng làm việc, mấy người đồng nghiệp đang tụng một chỗ cười nói cô để túi sách xuống, chỉ nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh vừa ăn bánh tráng trứng vừa trêu đùa trong đám đông, giọng không lớn không nhỏ, không hề sợ bị nghe thấy, tiền văn này làm vội như vậy, tôi thấy 8 phần 10 là có rồi đấy. Vài người rút trích cười nhỏ. Hôm nay tiền văn đi đến cục dân chính lãnh giấy chứng nhận, sáng sớm đã chia sẻ ảnh giấy hôn thú cho bạn bè, tạo nên chấn động không nhỏ ở cơ quan. Trong khi mọi người tán gẫu, Trần Nham giống như thường ngày sắp xếp mặt bạn một chút, cầm cốc đi đến phòng trà nước rửa sạch. Thấy cô ra ngoài, có người không mặn không nhạt cảm khái một câu, cũng đáng tiếc thật, những người khác cười đầy ẩn ý sâu xa, có người vừa định nói gì đó, nhìn thấy trưởng phòng đi vào thì ai về chỗ nấy ngay lập tức, đám đông phân tán giả vờ bận rộn. Trong phòng trà nước, Trần Nham mở vòi nước, một dòng nước trắng đổ vào đáy cốc, mấy giây sau xoay tròn tràn ra khỏi miệng cốc, tạo ra bọt nước. Và giọt nước bắn vào ống tay áo cô, thoáng chốc thấm vào, trở thành mấy đống màu sậm. Rửa cốc xong, cô vẫy vẫy nước, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp. Khi cường tử ngủ một giấc tỉnh lại, khổng trân đang lần lượt rửa mặt súc miệng. Tuần này, tôn bằng tới đây ba, bốn lần, lần nào đến cũng không nói gì, chỉ mang một ít thức ăn, ngồi xuống hút điếu thuốc. Tinh thần cường tử sa sút nhanh chóng đối mặt với hiện thực, xoay sở tiền nông khắp nơi tên côn đồ loanh quanh trước cửa nhà cả ngày thấy một nam một nữ này không giống như có ý định chạy trốn nên cũng bắt đầu bữa được bữa cái không theo sát như ban đầu khổng trân đi từ nhà vệ sinh ra cường tử đi vào đánh răng rửa mặt đánh mãi đánh mãi anh đột nhiên nghĩ đến một người bạn làm ăn khấm khá quen biết trước đây suy nghĩ hôm nay đi tìm anh ta trò chuyện thử xem có cách gì hay không tâm trạng của khổng trân sa sút cô nằm lì ở nhà nhiều ngày lắm rồi anh suy nghĩ một chút rồi nửa đẩy nửa khuyên dẫn cô cùng đi ra ngoài. Hai người ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành trong một sạp hàng nhỏ ở gần đó, dọc đường đi lang thang, vậy mà vô tình đi ngang qua quán của Tôn Bằng. Cách khoảng 10 mét, Cường Tử bước chậm lại, đó là quán của anh Bằng, em còn chưa đến bao giờ nhỉ? Khổng Trân nhìn sang theo ánh mắt anh. Cường Tử nhìn cô, đi nào, dẫn em vào xem thử. Ánh mặt trời chói chang, khổng trân ngơ ngác nhìn tấm bảng giữa không trung. Bên cạnh, cường tử đột nhiên cứng đờ, đi đến dàn nóng máy điều hòa bên ngoài cửa tiệm một cách máy móc. Trên dàn nóng máy điều hòa vuông vức ấy là một tờ giấy trắng, bốn góc giấy đều được dán vào cửa kính bằng băng dán. Trong cửa kính, một nhân viên phục vụ đang lau nhà lau bàn, nhìn thấy cường tử thì dừng tay, mỉm cười vẫy tay chào hỏi anh. Cường tử không đáp lại, ánh mắt anh tập trung hết vào tờ giấy giòn mỏng tanh kia trên đó là hai chữ lớn viết bằng bút đánh dấu chuyển nhượng xuống dưới nữa là điện thoại liên lạc anh đã thuộc năm lòng khổng trân đi tới sau lưng anh thấy rõ giấy trắng mực đen này đứng thẳng đờ tại chỗ giống như anh ngay sau đó đôi môi cô khẽ run rẩy rầm một tiếng cường tử xé tờ giấy đó xuống sải bước đi vào trong quán trong cái sân nhỏ tôn bằng đổ hết rau sáng sớm vừa đến vào cái chậu lớn đầy nước mười mấy cân cải thì chìm xuống đáy chậu, rồi lại hầu như nổi hết lên. Anh sáng tay áo ngồi sổng xuống, đưa tay vào trong nước đè rau xuống, rồi rửa sạch. Một bóng trăm bao phủ trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu, từ từ đứng lên, vẫy nước trên tay. Mặt cường tử đỏ bừng, anh ta đưa tờ giấy vo tròn đến trước mặt anh, thô lỗ hỏi, anh làm cái gì đó? Anh tưởng anh là ai hả? Tôn bằng nhìn anh ta một cái, yên lặng đi đến bên bệ cửa sổ, lấy khăn khô lau tay phản ứng bình tĩnh của anh khiến cường tử càng tức càng hận hơn tức anh tự quyết định hận mình hèn yếu không có năng lực cường tử bước về trước hai bước nói năng mạnh mẽ ở sau lưng anh tôn bằng em nói cho anh biết mẹ nó anh mà bán cái tiệm này thì bố đây cũng không lấy một xu của anh anh ta nói xong hung hăng ném cục giấy vào chậu nước tức giận bỏ đi trong sân chợt yên tĩnh lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả chỉ có cục giấy kia gặp nước tan dần ra nổi trên mặt nước như một phiến lá rau rửa nát chứng minh hết thảy mọi việc vừa xảy ra ngược sáng tôn bằng cúi đầu móc thuốc lá trong túi quần nhèo mắt châm thuốc rít một hơi thật sâu làn khói nhạc trùng điệp bay lên từ đầu ngón tay quanh quẩn tan ra ở đỉnh đầu anh rồi biến mất trong ánh sáng màu xanh sau khi ông ngoại trần nham qua đời bà ngoại trần nham không sao dám ngủ một mình trong phòng nữa hai ngày nay mẹ trần suy nghĩ một chút quyết định đổi phòng của họ hôm qua hai người đã chuyển quần áo và đồ lặt vặt xong đổi phòng nhưng qua một đêm bà ngoại trần nham vẫn ngủ không ngon giường của mẹ trần là giường mềm bà cụ thì quen ngủ chiếc giường cứng trong phòng mình chuyện đổi giường một mình mẹ trần không làm được bèn gọi điện thoại cho trần nham vừa nối được máy Trần Nham hạ thấp giọng nói câu, có việc gì thế ạ? À? Con đang hợp, nếu không vội thì lát nữa hẳn nói nhé, mẹ Trần không nói gì nữa, bảo cô cứ từ từ làm việc. Sau khi cúp điện thoại, bà tìm Tôn Bằng. Tôn Bằng đến sau khi xong giờ cơm trưa, cùng giúp mẹ Trần đổi giường cho hai phòng, buổi chiều lại dọn dẹp hết góc cạnh trong nhà với bà. Bà giữ anh lại ăn cơm, anh suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho đầu bếp trong quán, nhờ anh ta tối nay giúp trong Tôn Phi một chút đầu bếp đồng ý rất sảng khoái anh ta nói hôm nay chơi mạt chượt cả đêm tôn phi ngủ ở chỗ anh ta cũng được trong bếp mẹ trần đang lau chùi tủ lạnh như đang lẩm bẩm sau khi ông ngoại nó mất trong nhà cũng chưa dọn dẹp đàng hoàng một chút bình thường bác cũng coi như là thích sạch sẽ rồi trần nhằm nó còn tỉ mỉ hơn trước đây ở nhà mà thấy trên ghế có tí bụi là nhăn nhó bây giờ nó không ở nhà bác cũng thoải mái hơn rất nhiều chỉ nghe thấy phía sau cạch một tiếng mẹ Trần quay đầu lại, tôn bằng đang nghiêng đầu, rút rảnh đựng dầu của máy hút khói. Lâu không vệ sinh, trong đó đã tích đầy dầu bẩn màu vàng sẫm. Bà vội vàng lôi một cái túi bảo quản thức ăn trong tủ lạnh ra, đổ vào trong này. Tôn bằng nhận lấy, đổ dầu vào, bóp ít nước rửa chén, cầm cái hộp nhựa nhỏ đó rửa sạch trong bồn. Sập tối, làm xong hết việc nên làm, cả nhà rực rỡ hẳn lên. Mẹ Trần rót cốc trà cho Tôn Bằng, Bảo anh cứ tự nhiên, rồi bà đi làm cơm tối. Tôn Bằng ngồi trong phòng khách một hồi, nhìn xung quanh một chút, đứng lên đi vào căn phòng nhỏ Trần Nham ở trước đây. Lần đầu tiên chính thức đến căn nhà này, Trần Nham đã dẫn anh vào đây. Căn phòng nhỏ 7, 8 mét vuông, đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn đọc sách và tủ quần áo là đã không còn chỗ nữa. Cửa sổ rất nhỏ, được xây phía trên bàn đọc sách, lúc này ánh hoàng hôn đang hắt vào trên tường rất sạch sẽ chỉ có khoảng trống trên bàn đọc sách treo một bức tranh cuồng nhỏ dính đầy bụi trên tờ giấy trắng đóm vàng viết bốn chữ khải ninh tỉnh trí viễn nếu trầm tĩnh thì sẽ xác định và thực hiện được mục tiêu xa hơn không phải tác phẩm thư pháp mà là hàng mỹ nghệ giả lừa gạt con nít trần nham đã nói với anh đây là phần thưởng khi cô tham gia thi đọc diễn cảm hồi tiểu học sau khi cầm về thì treo luôn ở đó treo mãi đến khi khoảng tường bên dưới trắng hơn xung quanh từng thử lấy xuống Phát hiện rất xấu nên treo luôn. Ánh mắt dời xuống, trên bàn, ngoài chiếc đèn bàn thì không có gì cả. Cơ bản là giống với chỗ cô ở bây giờ, không tìm được mấy món đồ trang trí nhỏ tinh xảo hay đồ chơi nhỏ màu sắc tươi sáng mà con gái thích. Dưới mặt bàn kính là một ít thẻ kẹp sách ố vàng, tranh vẽ, còn có mấy bài thơ cô chép khi còn đi học, nét chữ non nớt mà xinh đẹp. Góc phải phía dưới là một tấm ảnh hồi nhỏ của cô. Tấm ảnh chụp trong công viên đặt dưới mặt bạn, đã hơi ngã về màu trắng. Cô mặc váy, buộc cột tóc màu đỏ, dựa vào một cái cầu trượt hình con voi khổng lồ bằng đá cẩm thạch, sau lưng là cây cối xanh tươi. Năm đó cô 5 tuổi, vẫn đang vui vẻ không buồn không lo. Anh nhìn chăm chú cô bé đang mỉm cười vô tư trong tấm ảnh, không nhìn được vương tay vuốt ve tấm kính, thay cô lau những hạt bụi nhỏ trên nụ cười ấy. Mẹ Trần ló đầu vào trong nhìn thử, xách bình nước vào thêm nước cho anh theo ánh mắt tôn bằng bà nhìn thấy tấm ảnh hồi nhỏ của trần nham mỉm cười tuy căn phòng nhỏ này không có ai ở nhưng mẹ trần không hề để đồ lặt vặt trong đây vẫn duy trì dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ ban đầu cho nó ở rất nhiều chỗ nhỏ nhặt bà luôn có sự tôn trọng như hiểu mà không hiểu đối với con gái bà mơ hồ biết nếu như bà để đồ lặt vặt ở nhà trong căn phòng bỏ trống này thì trần nham ngoài mặt không nói nhưng trong lòng sẽ khó chịu giống như khi cô còn đi học buổi tối nếu như ở nhà không chờ cô mà động đũa ăn cơm trước cô tan học về cũng sẽ không vui sự không vui đó là sự không vui rầu rĩ cô đặt trong lòng người khác rất khó nhận ra nhưng bà không phải là người khác bà là mẹ cô cho nên nhiều năm sau bà đã học được cách hòa hợp với tính cách của trần nham tìm kiếm lại kinh nghiệm trong quá khứ nhưng người mẹ này thật ra không hề biết nguyên nhân tâm trạng con gái luôn sa sút bà đổ hết tất cả cho tính cách sầu não uất ức của trần nham đổ cho những chuyện vụn vặt trong nhà quấy rầy con mình bà có thể không bao giờ hiểu được sự khó chịu khiến người ta khó đoán trước của con mình là vì văn hóa già cỗi của gia đình này kềm chế từ lâu đã không thể nuôi dưỡng tâm hồn càng ngày càng mềm yếu mà nhạy cảm của một thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành thêm nước vào cốc cho tôn bằng xong mẹ trần để bình nước xuống ảnh chụp hồi nhỏ của nó không nhiều lắm cháu ngồi đi bác đi lục eo buông khóa cửa vang động một hồi. Trên sàn nhà có vết nước ẩm ướt, mặt bàn, nóc tủ lạnh cũng không còn đồ lặt vặt. Trần Nham vừa vào nhà là phát hiện trong nhà đã quét dọn qua. Cô gọi một tiếng, mẹ ơi, đầu bên kia, mẹ Trần đang không người ngồi sổng lục tung dưới tủ tivi, đáp lại cô một tiếng. Mẹ tìm gì thế? Trần Nham để túi sách xuống. Mẹ tìm cái album lớn kia, mẹ Trần lẩm bẩm trong miệng, để đâu rồi nhỉ, nhớ là ở trong đây mà. Trần Nham đi sang, mẹ đừng tìm nữa, lục khắp nơi toàn là bụi thôi, còn nhớ mấy năm trước đã vứt rồi, không tìm được đâu. Mẹ Trần phủi phủi bụi trên người đứng thẳng lưng, vậy sao? Vâng, không phải năm kia đã không tìm được rồi ư? Mẹ Trần có chút ấn tượng, bây giờ trí nhớ mẹ đúng là kém rồi. Mấy tấm ảnh hồi nhỏ của con ở hết trong đó, sao lại vứt đi? Không sao cả, Trần Nham thản nhiên hỏi cởi áo khoác, tìm ảnh làm gì, mẹ. Còn chưa nói xong, Tôn Bằng đi ra từ trong căn phòng nhỏ. Trần Nham rõ ràng không biết anh ở đây, hơi ngẩn người. Tan làm rồi à? Tôn Bằng hỏi. Ừm. Mẹ Trần nói, hôm nay con bận nên mẹ gọi tiểu Tôn tới giúp chuyển giường của bà ngoại con, lại nói với Tôn Bằng, không tìm được eo nữa, Trần Nham con đi kêu bà ngoại ra ăn cơm, thức ăn xong hết rồi. Trên bàn cơm, bầu không khí không có bất kỳ khác thường gì ăn cơm xong mẹ trần tiễn hai người họ ra cửa căn dặn họ đi đường cẩn thận trần nham ngồi lên ghế sau xe mô tô tạm biệt bà trên đường hai người không nói câu nào đến dưới lầu trần nham xuống xe tôn bằng khóa kỹ xe lại đi theo sau cô lên lầu ở phía sau cô anh đổi giày vào nhà cài cửa lại ngồi xuống trong phòng khách nhìn cô bận rộn cô làm như anh không tồn tại vẫn để túi sách xuống, đi vào bếp đun nước, rồi lại đi vào phòng. Cởi áo khoác, tìm một bộ đồ ngủ sạch, cô đi vào nhà tắm. Tôn Bằng vừa vào là cởi áo khoác, ngồi hút thuốc. Anh lạnh nhạt nhìn cô ra ra vào vào, nhìn cửa nhà tắm ngăn cách họ trong căn nhà này. Mấy giây sau, tiếng nước chảy bên trong truyền ra. Nước nóng từ trên cao phun xuống từ từ xây nên khói trắng xung quanh, cô cởi từng món trên người xuống hơi nước mịn chầm chậm phủ lên tấm gương trên bồn rửa mặt, từ từ chiếm đoạt đường nét mơ hồ của cô trong tấm gương. Cởi đồ lót xong, cô khỏa thân đứng tại chỗ. Trong gương, một mảng trắng xóa. Cô tắm rất lâu. Cô kéo cửa đi ra, mái tóc ướt sũng, tôn bằng đã đứng ở bên cửa. Cô coi như không nhìn thấy đi tới, anh nghiêng người chặn cô lại, chỉ chừa lại khe sáng xung quanh khung cửa. Ở trước ngực anh, cô ngước mắt nhìn, ánh mắt giao nhau, anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô. Ngón tay chậm chậm vuốt ve làn da ẩm ướt của cô, cô không nhúc nhích. Anh ôm lấy cô. Lòng ngực vững vàng, mùi hương quen thuộc, cô dãy một cái, bị hai cánh tay anh khóa chặt hơn. Vải vóc nơi cánh tay và ngực anh bị mái tóc ướt trên vai cô thấm ướt tạo thành mấy vệt lấm đốm. Cô cứng người, anh vùi đầu vào mái tóc ương ướt của cô, mạch máu màu xanh mơ hồ nổi lên bên huyệt thái dương sương mù dày đặc trong nhà tắm bay ra mỗi một giây trong đêm nay đều đang lặng lẽ trôi đi anh cũng không còn cách nào làm cho mình tách khỏi cô được nữa trận nham chóng cầm lên vai anh khẽ nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy chỉ còn lại nhịp tim kề sát vào nhau tiếp theo cô cảm giác được bờ môi anh ngậm vành tai mình rồi sau đó đến liên tiếp theo mái tóc gò má tìm được đôi môi cô chuyển qua lưỡi anh vuốt ve thân thể dần mềm mại của cô, cô nhạy cảm thở dốc, từ từ vô lực, theo bản năng đặt tay lên hông anh. Anh ôm hôn cô lùi về sau hai bước, bàn tay kê sau đầu cô, nhẹ nhàng đè cô vào tường. Kê tráng khẽ tách ra khỏi môi lưỡi cô, anh một tay chống tường, ánh mắt do dự nhìn khuôn mặt, bờ vai trần của cô. Vài sợi tóc ướt xõa lung tung trước mặt, cô cũng nhìn anh, một ngọn lửa tình dục mơ màng che phủ đôi mắt lạnh lạnh. Giữa hiện thực và anh, giữa sự dè đặc và tình dục cô dãy dụa lần cuối cùng dựa vào bức tường này trong sự vuốt ve mơn trớn triền miên anh đánh thức cô khám phá cô ngực họ kề sát nhau hơi thở đang xen trái tim đang đập như một ngọn đuốc bất chấp mà thiêu đốt tất cả làm tan rã khát khao và dày vò đối với nhau giữa sáng tối nhanh chậm cô khẽ rên rỉ thở ra thoải mái trinh tiết và xấu hổ sâu trong nội tâm cũng giống như bức tường kiên cố mà lạnh lẽo sau lưng trở thành vật dẫn của tình dục. Mọi vẻ đẹp hư ảo trong giác quan đều càng thêm chân thật vì sự mâu thuẫn nguyên thủy này. Trên bức tường này, anh tiến vào chiếm giữ thân thể cô, cô lạc mất chính mình. Chương 50 Tảo Mộ Đêm hôm đó, khổng trân tự sát. Rạng sáng, cường tử say mềm lẻ loi về đến nhà, cô ngã dưới sàn toilet, bên miệng đầy bọt mép và chất bẩn, cô đã mất ý thức. Trước khi tự sát, Khổng Trân gọi một cú điện thoại về cho gia đình. Giống như trước đây, cô hỏi tình hình mỗi người trong nhà trước, nói mãi nói mãi, cô đột nhiên hỏi mẹ mình, tại sao thiên vị như vậy, còn nhỏ như thế mà không cho cô đi học, bắt cô ra ngoài làm việc, nhưng sau đó lại cho em trai, em gái đến trường. Lần đầu tiên mẹ khổng chất phát hiện lành bị cô chất vấn như vậy, không phải lúc đó đã hỏi con sao, con tự nói không đi học tiếp nữa, đòi ra ngoài kiếm tiền mà đâu phải con không biết tình hình trong nhà nếu có tiền thì mẹ sẽ bắt con nghỉ học sao bây giờ không phải con cũng sống tốt mỗi tháng tiền lương mấy ngàn ư đâu có kém ai đâu khổng trân khóc đáp trả bằng giọng quê nhà con nói không đi học tiếp nữa thì không đi học tiếp sao không phải mấy người khóc la là không có tiền con khăng khăng bắt mình ra ngoài chịu khổ để làm gì mấy người thiên vị hai người lại tranh luận qua lại mấy câu mẹ khổng dịu giọng cô à cô đừng có khóc nữa, biết cô ở bên ngoài chịu nhiều tuổi thân rồi, không được thì về đi, nhé. Trong nhà không thiếu được một miếng ăn của cô đâu. Khổng Trân không nói gì nữa, khẽ sụt sùi bảo bà đưa máy cho em trai. Em trai Khổng Tuấn của cô 14 tuổi, vẫn đang học lớp 7. Chị ơi! Nghe thấy giọng nói của thằng bé, Khổng Trân thôi nức nở, làm bài tập xong chưa? Thằng bé đang xem tivi trong phòng, không có kiên nhẫn gì nhanh chóng trả lời, làm rồi ạ à. tuấn tuấn em phải giống như chị hai của em đậu trường đại học tốt vượt trội hơn người có nghe hay không lời lẽ nhàm tai thằng bé nói nghe rồi ạ à. điện thoại im lìm trong chốc lát chị chị còn chuyện gì nữa không không thì em kêu mẹ tới nghe nhé giọng mẹ cô lại truyền đến từ trong ống nghe trân trân à con đi làm không vui thì về nhà là được rồi trong trấn vừa mở hai cái siêu thị lớn khoảng thời gian trước tuyển nhiều người lắm không được thì về đi, có nghe hay không? Ống nói vẫn đang vang, cô lau nước mắt trên mặt, nhấn tắt cuộc gọi, cầm cái chai màu nâu bên tay. Khi thấy cường tử sông vào quán tôn bằng, cô không vào theo. cứ như vậy một mình mất hồn mất vía đi mấy con đường, đi mãi đi mãi, trong lòng nảy ra một ý nghĩ lạnh lẽo, nếu như lúc này trên đường vừa vặn có tên cướp sông tới, đâm cô một nhát thì tốt biết bao. Trong lúc lang thang không mục đích, cô đi vào một con hẻm nhỏ đi ngang qua một cửa hàng nông sản nhỏ bán hạt giống. Cô đi qua, rồi quay đầu lại, trước cánh cửa tiệm nhỏ âm u ấy, đột nhiên, cô như thấy được con đường ông trời vạch ra. Cô đi vào mua một chai thuốc trừ sâu 200ml, sau khi về nhà trốn vào toilet. Tấm bản chuyển nhượng bên ngoài quán tôn bằng là một bàn tay cái chết đè xuống cô. Cô có thể thấp hèn ti tiện trước bất kỳ ai, cũng có thể mặc kệ sự khinh thường của bất kỳ người nào, nhưng chỗ tôn bằng, cô muốn gìn giữ sự cao ngạo sau cùng. Món nợ 260.000 tệ là phán quyết của tòa dành cho hai người, nếu như cô không còn, thì cường tử chỉ nợ 130.000 tệ. Trừ đi 60.000 hiện đã có, cô nghĩ, họ chỉ cần xoay thêm 70.000 nữa là toàn bộ sự việc sẽ qua đi. Hết thảy mọi việc vì cô mà thành, vậy thì để mọi thứ lại do cô mang đi đi. Sau khi cấp cứu cả đêm, khổng trân thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi cô tỉnh lại, cường tử mới thông báo cho tôn bằng khi tôn bằng nhận được điện thoại anh đang ăn sáng với trần nham không chậm trễ một phút họ chạy ngay đến bệnh viện trần nham không lên chờ anh ở bên ngoài trần nham nghĩ khổng trân lúc này hẳn không muốn nhìn thấy cô mà ở đáy lòng trần nham cô càng có một loại tình cảm phức tạp đối với cô bé này một chút đáng thương một chút khó ưa khiến người ta hắc hủi lại khiến người ta lấy làm tiếc trong phòng chăm sóc vô cùng yên lặng, Khổng Trân đang nằm thẳng, chỉ có khuôn mặt và cánh tay truyền dịch lộ bên ngoài chăn. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, đeo máy thở, cơ thể nối liền với máy theo dõi, đôi mắt hé mở nhìn không trung hư vô. Cường tử cả đêm không ngủ ngồi bên giường cô ấy, mất hồn nhìn cô, cả người như bị rút hết hồn phách. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cường tử nhìn tôn bằng đi vào, rồi lại đặt tầm mắt vào khổng trân. Tôn bằng đi đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt cô ấy di chuyển, tự như đang nhìn anh. Khi đối mặt, Tôn Bằng vươn tay, khẽ phủ lên bàn tay đang truyền dịch của cô ấy, buông ra. Anh vỗ vỗ vai Cường Tử, kêu anh ta ra ngoài nói chuyện. Ngoài phòng bệnh, Tôn Bằng hỏi Cường Tử tình hình của Khổng Trân. Anh hỏi cái gì, Cường Tử liền trả lời cái đó, sự mệt mỏi và nản lòng sâu sắc khiến anh ta mất hết cảm xúc với mọi thứ. Nói đơn giản tình hình, Hai người đàn ông yên lặng trên hành lang bệnh viện một hồi, rồi lại vào phòng bệnh. Trước khi đi, Tôn Bằng nói với Cường Tử, anh đi trước, buổi trưa mang cơm đến cho cậu. Ở đây có cung cấp cơm hộp, buổi sáng đã đặt bữa rồi. Vậy buổi chiều anh lại đến. Cường Tử gật đầu. Ra khỏi tòa nhà, Tôn Bằng đi đến chỗ chia tay Trần Nham, nhìn xung quanh, tìm được cô trên chiếc ghế dài dưới tán cây bên lúng hoa nhỏ. Cô ngồi ở đó yên lặng chờ đợi tay cầm điện thoại di động, nhìn người đi bộ tụng năm tụng ba. Ánh nắng sáng sớm ôn hòa ấm áp, anh không đi sang ngay, đôi mắt hơi đau, giơ tay lên dụi một cái. Một người đàn ông cao lớn cường tráng đứng trước cổng bệnh viện chen chút nhốn nháo, đột nhiên không có dũng khí đi về phía cô. Anh có chút hoang mang. Anh không biết, cô còn có thể ngồi ở đó chờ mình bao lâu. Anh càng không biết, bờ vai anh còn có thể cho cô dựa vào hay không. Khổng Trân ở bệnh viện một tuần. Sáng hôm xuất viện, trời mưa lất phất, Tôn Bằng không đến vào sáng sớm như thường ngày, một mình Cường Tử làm thủ tục giúp cô ấy. Anh cùng đi đến nhà tang lễ với Trần Nham và mẹ Trần. Một tháng trước, anh đã hứa với Trần Nham sẽ đi tảo mộ cho bố cô với cô. Không phải là ngày lễ đặc biệt gì, nên ít người đến tảo mộ. Trong cơn mưa nhỏ, ngoài cổng có lát đác mấy người bán hàng rong, che ô gánh rổ, chào hàng hoa cúc hoa cẩm chướng bọc bằng giấy nhựa cho người đi vào, một đồng một đóa. Họ đi một mạch vào trong, mẹ Trần xách hai túi giấy tiền vàng bạc lớn mà hai ngày trước đã sắp sẵn ở nhà, Trần nham che ô cho bà. Trên đồi Nghĩa Trang, từng bia mộ hình vuông sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên từng tấm bia trồng một cây thông nhỏ thâm thấp. Dưới bầu trời âm u, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả ngọn đồi Nghĩa Trang xanh ngát mà trang nghiêm. Ở nơi này, cái chết là một loại nghi lễ. Họ đi lên theo bậc thềm đá ở giữa, mẹ Trần dừng lại bên một cây đại thụ ở lưng chừng đồi theo trí nhớ, quẹo vào. Họ nhanh chóng tìm được bố Trần trong những bia mộ dày đặc. Không gian còn lại giữa hàng bia mộ trên dưới rất nhỏ, sau khi Trần Nham và mẹ Trần ngồi xổm xuống trước mộ, tôn bằng chỉ còn đủ chỗ đứng. Trần Nham nhổ cỏ dại, đặt một bó hoa cúc vàng trắng đang xen lên trước mộ. Mẹ Trần đổ hết giấy tiền vàng bạc ra, lấy bật lửa. Trong mưa, đống giấy vàng nhẹ bẩn ấy vừa ra khỏi túi ni là bị gió thổi bay lung tung, mẹ Trần thử mấy lần cũng không tài nào đốt được. Tôn bằng nhìn, bác chờ một chút, để cháu xuống dưới tìm một cái chậu sắt. Trần nham nhìn bóng lưng đi xuống của anh, cầm ô lần nữa, che những hạt mưa nhỏ cho mẹ Trần. Vài hạt mưa bay rơi xuống giấy tiền, cô đẩy cái túi xuống dưới ô. Trong khi chờ đợi, ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh thân quen mà xa lạ trên bia mộ, mạch suy nghĩ của cô trống rỗng nước mắt trong nỗi nhớ đang bay lên, ưu sầu phiền não đang cất cánh bay, quan tâm thăm hỏi đang tung bay, lời chúc phúc muốn bay cao, vui vẻ may mắn bay khắp mọi nơi, cuộc sống tuyệt vời đang bay cao, tương lai tốt đẹp muốn cất cánh bay. Trên bậc thang bên cạnh đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn quần áo xốc xếp đi xuống, bọn họ vừa gõ thước bản vừa lẩm bẩm đi sang bên này. Xung quanh không có người khác, Trần Nham và mẹ Trần Cảnh Giác đứng lên. Hai tên nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi cả người bẩn thiểu, một tên trong đó đội cái nón lính màu xanh bẩn, tên kia sách vật cống thu nhặt được ở mỗi ngôi mộ. Bọn chúng đi tới bên cạnh họ, miệng nói lời may mắn, tốc độ nói rất nhanh. Hai, ba phút sau, đọc thơ xong, hai tên kéo dài giọng nói với mẹ Trần, bác gái này cho ít điềm may đi, nói bao nhiêu lời chúc phúc như vậy mà, gia đình bác nhất định sẽ vạn sự như ý, bình an các tương. Trần Nham kéo mẹ Trần ra sau một chút, nhìn đầy khinh thường tên kia thôi cười thấy vậy càng to gan đưa tay sáp tới gần một bước dù thế nào thì cũng phải cho một chút lời các tường nói không không tốt đâu làm gì đó một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai tên quay đầu lại nhìn thấy tôn bằng cao lớn nháy mắt mỉm cười không có gì không có gì hai tên chen chen nhích nhích đi ra ngoài đi tiếp xuống dưới đồi tiền nhà tiếp theo để lừa gạt không có gì chứ tôn bằng hỏi trần nham trần nham lắc đầu anh để cái chậu nhỏ xuống đất mẹ trần nắm một túi tiền giấy lớn bỏ vào cầm bật lửa châm châm hai lần ngọn lửa đều bị gió thổi tắt để cháu làm cho ạ à, tránh gió anh nhận lấy bật lửa cho đến khi hai ba cái nguyên bảo trong tay hoàn toàn cháy rực anh mới buông tay ném vào chậu mưa rơi rã rít mấy cái nguyên bảo đang cháy đột nhiên bay theo gió ra ngoài trần nham vội vàng dùng ô che hết gió lại mẹ trần thì luôn tay bỏ giấy tiền vào chậu để lửa cháy mạnh trần lượng à lâu lắm không đến thăm ông rồi lần này ông mang nhiều tiền hơn chút mà tiêu nhớ phải phù hộ thêm cho mẹ con tôi chúng tôi nhớ ông lắm đấy phù hộ cho con gái ông bình an vô sự cuộc sống hạnh phúc phù hộ cho bà thân thể mạnh khỏe ngọn lửa cháy hừng hực trong không khí ẩm ướt khói màu xám tro không ngừng bốc lên trước mặt trần nham có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa ấy lướt nhẹ bên cánh tay nghe mẹ trần nói những lời không có thứ tự này cô giúp bà cùng đốt tiền giấy chỉ chốc lát sau một túi tiền giấy lớn đã hóa hết thành tro bụi gió vừa thổi ngược viền tro lộ ra ánh sáng màu cam chưa cháy hết lúc cháy lúc tắt bác có hút thuốc không tôn bằng đột nhiên hỏi trần nham nhìn anh có tôn bằng lấy thuốc lá trên người ra tay không châm một điếu ngồi sõng xuống cắm lên mộ, đầu thuốc cháy giữa trời, một luồng khói mỏng lác đác bay lên trong cơn mưa nhỏ. Ba người yên lặng nhìn bia mộ một hồi, mẹ Trần cố hết sức đứng lên, Trần Nham đỡ bà. Mẹ Trần nói, cúi đầu ba cái đi, còn một túi đi sang kia đốt cho ông ngoại con. Mỗi người cúi đầu, họ cùng đi xuống chân núi, ở một chỗ khác tìm được mộ của ông ngoại Trần Nham, đốt giấy, tảo mộ xong mẹ trần vội về đi làm vì bà chỉ xin nghỉ ba tiếng trần nham và tôn bằng tiễn bà lên xe taxi nhà tang lễ xa xôi xe taxi rất ít sau khi mẹ trần đi tôn bằng che ô cùng cô đi dọc theo con đường để đón xe sau khi đi một đoạn ở bên cạnh họ có một chiếc xe trống giảm tốc độ đi tới họ thì làm như không thấy cô ấy thế nào rồi hôm nay xuất viện sau này có ảnh hưởng gì đến cơ thể không anh lắc đầu bác sĩ không nói gì cả anh chờ hai giây cô không nói tiếp anh thản nhiên hỏi muốn nói gì thế không có trần nham đã quên ban nãy mình muốn nói gì có lẽ đó chỉ là đôi câu vài lời vô nghĩa cũng có lẽ là một thắc mắc nặng nề sâu xa nhưng bất kể là cái nào thì cô cũng không muốn nói tiếp trong lúc bất chợt không muốn dùng ngôn ngữ cũng không muốn dùng động tác chỉ muốn quý trọng sự tĩnh lặng không có bất kỳ ý nghĩa gì dưới tán ô này đây. Thế nhưng, mưa rơi lớn dần. Giọt mưa nện bột bột trên mặt ô, nước chảy loạn xạ làm ướt mặt dày. Không có xe trống đi qua, tôn bằng nghiêng ô sang phía cô một chút, dẫn cô đi về phía trạm xe buýt đối diện tránh mưa. Khi băng qua đường, xe cổ bấm còi sáng đèn sương mù lao nhanh qua bên người họ, anh ông vai cô, cô quay mặt sang nhìn anh. Lúc này mới phát hiện, nửa người anh gần như ở bên ngoài ô nửa bờ vai trái đã ướt đẫm nhìn gò má ẩm ướt mà kiên nghị của anh trong phút chốc trái tim cứng đờ của cô chợt mềm mại lại anh nhìn đường ông chặt cô hơn một chút bước nhanh hơn trong khoảng thời gian xe cộ dừng lại dắt cô chạy nhanh về phía trạm xe nước mưa bị gió tạt vào dưới ô thấm ướt mặt cô nếu như ánh mặt trời là một loại hy vọng xa vời vậy có thể để cho cơn mưa này cứ rơi mãi không chỉ có trong cơn mưa tầm tã này, cô mới có thể vờ như không nhìn thấy tất cả. Không nhìn thấy sự do dự và dao động, không nhìn thấy sự thất vọng và nản lòng. Không nhìn thấy sóng gió kinh hoàng đang càng ngày càng gần họ. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like. Share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể.